Alo, alo. Vâng, xin chào tất cả các bạn, chào bạn Tài Nguyên, chào bạn Toàn Dương, Đỗ Hồng và chào chú Trần Thế Anh. Và hôm nay chúng ta bước vào trận đấu bán kết đầu tiên và của giải Phương Liệt 5B. Và cầu thủ Nguyễn Đại Thành của Phương Liệt sẽ gặp cầu thủ Đồng Minh Ngọc của câu lạc bộ Văn Phú. Và hai cầu thủ này đã rất xuất sắc để góp mặt vào vòng đấu này và vượt qua rất nhiều khó khăn, cả hai cầu thủ đã vào đến bán kết. Và chúng tôi cũng đã tiến hành bốc thăm cho cặp đấu này và cầu thủ Nguyễn Đại Thành sẽ là người cầm tiền ván 1. Còn Đồng Minh Ngọc sẽ hậu thủ ở bàn đấu đầu tiên này. Và Đại Thành sẽ ngồi bên phải mảnh các bạn, còn Đồng Minh Ngọc ngồi bên trái. Và tại vòng đấu trước thì Nguyễn Đại Thành đã xuất sắc vượt qua chú Trần Thế Anh trong một trận đấu rất cam go. Và chú Trần Thế Anh đã có lợi thế khá lớn ở trong các bàn đấu, nhưng vì có thể vì lý do sức khỏe, chú Trần Thế Anh đã không xử lý được tốt những một số nước cờ trong giai đoạn nhạy cảm. Còn kỳ thủ Đồng Minh Ngọc đã xuất sắc vượt qua kỳ thủ Ngô Văn Khánh, một trận đấu rất hay của Đồng Minh Ngọc. Và cả hai kỳ thủ cũng đã bước vào bàn đấu, và chúng ta hãy chờ xem lối đi đầu tiên của Nguyễn Đại Thành. Anh ơi, anh em chuẩn bị bắt tay luôn thi đấu nhé. Vâng, hai kỳ thủ đã ấn đồng hồ rồi, chúng ta hãy chờ xem Nguyễn Đại Thành sẽ sử dụng nước cờ nào đầu tiên để đối phó với Đồng Minh Ngọc. Và phong độ Đồng Minh Ngọc đang rất cao. Vâng, lựa chọn là như vậy là khởi bình cuộc, binh 7 tấn 1. Vâng, chào bạn Trịnh Văn, chào bạn Tim và tất cả anh em. Vâng, rất nhanh chóng là đèn đi pháo 2 bình 3. Vâng, với sở trường của mình hay tấn công pháo đầu, chúng ta thấy Đồng Minh Ngọc ở ván này mặc dù hậu thủ nhưng sau một vài nước khai cuộc, anh quyết định chuyển pháo 8 bình 5. Vâng, đối công để hình thành thế trận ngũ thất pháo. À, chưa được, cái này là Phương Liệt B các bạn nhé. Mình vừa lấy đánh như tát trong video là Phương Liệt A là sai đấy các bạn. Để mình phải kiểm tra lại và mình sửa ngay. Đấy, oh, sorry các bạn. Rồi bạn... Vâng, bạn cây dù xanh đã chat và mình đã nhận ra ngay. Và ngày mai thì Mike Quillen sẽ thi đấu các bạn nhé. Ngày mai sẽ là bán kết 2 của Phương Liệt B. Hiện tại đây là bán kết A, bán kết 1 của Phương Liệt B. Và ngày mai Mike Quillen sẽ thi đấu gặp kỳ thủ Trần Mạnh Ninh. Kỳ thủ Trần Mạnh Ninh ở trận đấu trước cũng thi đấu rất tốt. Vâng, Trần Mạnh Ninh đã xuất sắc vượt qua Đinh Quốc Hưng và kỳ thủ là được đánh giá là sẽ khả năng vô địch rất cao ở giải đấu này. Nhưng mà Đinh Hưng đã không thể nào vượt qua được Trần Mạnh Ninh. Trần Mạnh Ninh là một trong những kỳ thủ rất mạnh tại giải đấu lần này. Vâng, Đồng Minh Ngọc cũng vậy, phong độ rất cao. Chúng ta chờ xem Nguyễn Đại Thành ngày hôm nay có thể vượt qua được kỳ thủ Đồng Minh Ngọc của Văn Phú hay không. Vâng, rất khó khăn cho trận đấu ngày hôm nay. Vâng, lợi thế cầm tiên ở ván 1 có thể được Nguyễn Đại Thành phát huy. Vâng, có thể hôm nay cái mic như này để đặt này đúng không? Mic chưa mạnh như mọi hôm. Rồi, sẽ ổn rồi. Vâng, mic này chắc là ổn rồi đấy. Và thời gian thì vẫn còn rất nhiều cho cả hai bên. Và cái này là nó do cái jack của mic các bạn. Và cái jack của mic nó không được như ý lắm. Và chỉ cần phải điều chỉnh lại. Vâng, 4 kỳ thủ đã vào bán kết. Chúng tôi xin đọc tên 4 kỳ thủ để cho các bạn có thể nắm được. Vâng, Đồng Minh Ngọc, Nguyễn Đại Thành, Mike Quillen và Trần Mạnh Ninh và 4 kỳ thủ vào bán kết của Phương Liệt B. Và chúng tôi xin đọc luôn danh sách 4 kỳ thủ vào bán kết Phương Liệt A để anh em có thể nắm được. Vâng, kỳ thủ Phùng Quang Điệp, Thúy Mạnh Cường và Vũ Hồng Sơn, Dương Đình Trung, 4 kỳ thủ này đã vào bán kết Phương Liệt A. Và ngày kia sẽ là trận đấu bán kết 1, anh Phùng Quang Điệp sẽ gặp Thúy Mạnh Cường. Vâng, tiếp sau đó là trận bán kết 2 là Vũ Hồng Sơn và Dương Đình Trung.
Vâng, thứ năm là trận bán kết giữa anh Phùng Quang Điệp và Phí Mạnh Cường. Thứ sáu, tối thứ sáu sẽ là Vũ Hồng Sơn và Dương Đình Trung. Vâng, tối mai thứ năm, tối mai thứ tư các bạn ạ, nó sẽ là trận đấu giữa Mai Quy Lân và Trần Mạnh Ninh. Rồi bắt đầu từ tối nay thứ ba, thứ tư, ngày mai thứ hai trận bán kết của Phương Liệt B thi đấu trước, và thứ năm và thứ sáu sẽ là lần lượt các trận bán kết 1, bán kết 2 của Phương Liệt A. Sau đó là thứ bảy chúng ta sẽ tiến hành chung kết Phương Liệt B, và chủ nhật chiều chủ nhật sẽ là chung kết của Phương Liệt A. Vâng, anh em cũng đã vào theo dõi khá nhanh trận đấu này. Và chúng ta thấy là đen đang xe 8 của đen đang đe dọa ăn sang tốt 7 của Nguyễn Đại Thành, và Đại Thành đang cân nhắc khá kỹ được đánh. Và khai cuộc luôn là những nước đi cười rất nhanh đến từ kỳ thủ Đồng Minh Ngọc. Vâng, Đồng Minh Ngọc luôn thuần thục các thế trận pháo đầu, và chúng ta thấy là mặc dù hậu thủ vẫn đấu đầu tiên này, và cái lúc đi cây rất nhanh đến từ Đồng Minh Ngọc, còn thời gian vẫn còn rất nhiều và nguyên thời gian các bạn. Vâng, em chào anh nữ khách. Vâng, cảm ơn anh nữ khách rất nhiều. Vâng, sáng nay anh Thi cũng chat là vâng sẽ tương tác ở trận đấu diễn ra chiều mai nhé. Vâng, 2 giờ chiều mai chúng ta sẽ xem là trận đấu số mát cầu úp giữa anh Trương Văn Thi và một kỳ thủ có biệt danh là Người Rừng, và trong kèo đấu 10 phút không tinh lũy chạm 6 cầu úp các bạn, và diễn ra 14 giờ chiều mai. Và cảm ơn anh nữ khách rất nhiều, anh nữ khách đã tài trợ cho trận đấu này, và trận đấu sẽ diễn ra vào 14 giờ chiều mai. Còn giải đấu này chúng tôi rất vui nhận được sự đồng tình của các mạnh thường quân ủng hộ cho giải đấu, ủng hộ cho quỹ tổ chức giải, và trực tiếp ủng hộ cho giải nhất, giải nhì hoặc có thể là các giải khác, và đặc biệt là cũng có sự động viên cho cả các kỳ thủ, và cảm ơn các nhà tài trợ rất nhiều. Và anh nữ khách luôn đồng hành cùng với anh em trong giải đấu Phương Liệt, và cảm ơn anh rất nhiều. Và không như vậy, ngày mai anh còn ủng hộ một kèo đấu riêng và bên lề của cái giải Phương Liệt này. Vâng, rất tuyệt vời đến từ anh nữ khách, và cảm ơn thay mặt anh Thi và em cảm ơn anh rất nhiều. Còn cân nhắc kỹ càng thì chúng ta thấy là Nguyễn Đại Thành đã quyết định điều xe 1 bình sang lộ 6, và con xe này đã hoành lên cũng phải tìm cách chạy sang. Vâng, rất hay là Nguyễn Đại Thành qua lước mã 7 tấn 6 và đang dọa đuổi xe 2 của bên đen. Vâng, chào bạn Nguyễn Văn Đông và chào tất cả các bạn.
Vâng, trở lại vấn đấu thì chúng ta thấy là Đồng Minh Ngọc đã quyết định thu xe 2 về và một nước thoái xe rất hay. Vâng, tránh một vị trí ở vòng 1 mã 6 của đối thủ. Vừa rồi thì là các nước đấu cây thôi, nhưng chúng ta thấy là đen vẫn đang cố gắng tìm cách duy trì thế bắt bí quân của bên đỏ. Vâng, trực tiếp pháo đang dọa bắt tượng. Vâng, con xe thu về nằm căn cũng khá hay. Và cũng rất vui là có anh nữ khách tương tác trên kênh và anh em rất phấn khởi. Và hôm qua chúng ta được chứng kiến một trận đấu rất thú vị, vòng kèo đấu giao lưu của anh Nguyễn Quang Huấn và Đinh Quang Hưng. Đó là trận đấu muộn, còn trước đó thì sau khi trận đấu chúng ta vừa kết thúc của trận đấu của Phim Mỹ Cương thì sẽ là cuộc đấu giao lưu của anh Quang Huấn với này kỳ thủ Vũ Khánh Hoàng. Và Quang Huấn hôm qua đã có một kèo đấu rất hay. Và Khánh Hoàng trước 3 tiền cầu úp nhưng mà đã bị thua với tỷ số khá đậm. Và sau đó là một trận đấu một trên một dưới với lại Đinh Quang Hưng, thì Đinh Quang Hưng đã ván thắng ở vòng đấu thứ 5. Và khi tỷ số 4 đều thì ở vòng đấu quyết định thắng thua thì điện thoại bị hết pin. Và diễn biến về sau vòng đấu đó thì anh Huấn mặc dù ra cây rất tốt nhưng mà lại có như một sai sót. Về sau đã thua ở vòng đấu quyết định. Vâng, trận đấu đêm qua là khá khuya, khoảng tầm 1 giờ 1 rưỡi mới xong. Vâng, chào bạn Hà Dương và chào tất cả các bạn. Vâng, anh Bùi Đình Quang là lãnh đội của đội Hà Thành và cũng là thường xuyên tham gia thi đấu các giải đấu phong trào rất nhiệt tình đến từ anh Bùi Đình Quang và rất nhiều năm nay rồi. Vâng, Đại Thành đang có ý tưởng. Vâng, chạy xe bắt pháo là hai bên đang đòi đố cơi của nhau. Vâng, rất chính xác. Chúng ta hãy xem lựa chọn của Đồng Minh Ngọc có đi pháo 7 bình 6 hay không. Pháo 3 bình 4 đang dọa bắt mã. Vâng, như chia sẻ của bạn Tim, bằng vật luân tượng cho mấy hình rồi ăn mã. Và chúng ta thấy là bên Đồng Minh Ngọc đã quyết định lựa chọn phương án này. Hôm nay thì bạn Michael Lân cũng đã đến để quan sát trận đấu khá sớm. Vâng, đang ngồi chơi với bạn Vũ Khánh Hoàng cùng với Long Tiểu Kê. Vâng, đối với lại chúng ta thấy là đỏ cũng
ăn lại tường của đối phương. Một trận đấu đang diễn biến rất hấp dẫn. Vâng, thế câu này chúng ta thấy là đỏ có thể là quật được pháo đầu, đen có thể quật được pháo đầu chiêu tướng. Vâng, điểm yếu của bên xanh đang là vị trí mã 1. Vâng, như phân tích của bạn Trương Văn Dũng. Vâng, tiếp tục là phân tích từ đến bạn Tim. Vâng, chủ động pháo 5 quật chiếu tướng. Và trong trường hợp này thì ván đấu sẽ khá đối công, mà đen rất dễ bị phản công. Vâng, đưa cho con đồng ngọc đấu xe bình thường. Và sau này sẽ tìm, nếu như muốn phát triển mã 9 mã 1 thì phải đi. Vâng, chúng ta thấy là không đi mở tốt biên mà quyết định là binh 5 tấn 1. Vâng, bắt xe, nếu xe mà bắt mã thoái bắt mã thì chúng ta thấy là có thể là mã lại tiếp tục là thoái về 2. Vâng, chưa thể bắt cây ngay được. Vâng, quạt chiếu thì chúng ta thấy là khá lợi hại đấy các bạn. Vâng, nóng trung nộ nguy hiểm. Rồi, bạn Phạm Văn Tiên cũng là chat trên kênh. Vâng, hai cái thủ này có lối đánh và khá đối nghịch nhau. Nguyễn Đại Thành thì luôn ưa đối đánh chắc chắn, trong khi đó thì Đồng Minh Ngọc thì luôn sử dụng thế trận pháo đầu và rất hay mà có những nước đánh mạo hiểm. Vâng, anh em hãy chat nước đánh của các thủy thủ để chúng ta cùng nhau tham khảo. Vâng, Đại Thành quyết định lựa chọn một cách bình xe sang đang dọa bắt mã 1 của bên đen. Vâng, mục tiêu của Nguyễn Đại Thành là cố gắng tấn pháo xuống để dọa chiếu tướng. Vâng, một nước bắt bí tranh tiền khá hay. Vâng, tấn mã hay về mã thì nếu như mạnh dạn tấn công thì đỏ có thể là phóng pháo 8 xuống chiếu tướng. Vâng, sáng nay vào sáng sớm nay tầm khoảng vâng, trên 9 giờ sáng, tầm 8 hơn 8 giờ chúng ta thấy cũng có được quay phát một trận đấu giao lưu cờ chớp khá thú vị giữa chủ nhiệm Nguyễn Đại Thắng của câu lạc bộ Điện Biên Phủ gặp thủ Nguyễn Minh Nhật Quang tại câu lạc bộ Phương Liệt. Vâng, 4 ván đấu cờ chớp thì sau khi Đại Thắng thắng ở ván 1 thì Nguyễn Minh Nhật Quang đã thắng liền 3 ván về sau. Rồi, trận đấu khá thú vị. Vâng, lựa chọn là quay mã về đuổi xe, chúng ta xem đỏ có tấn pháo chiếu hay không, sau đó là đi xem một xe chín thoái một. Vâng, quyết định tấn pháo chiếu. Vâng, Đại Thành không lựa chọn thoái xe một bắt mã để dọa tấn pháo chiếu và sau đó sẽ lựa nước bình bình pháo ra biên và tiếp tục cái nước khép xe. Như chúng ta thấy là Đại Thành đã chủ động thoái pháo một nước và chiếu tướng ngay. Vâng, cản con mã đang dọa bắt xe. Và sau lúc này chúng ta thấy là đỏ tiếp tục phóng pháo 4 lên và hai con pháo đang gánh nhau hoặc mượn mã của bên đen nằm ngoài. Vâng, nước này thì Nguyễn Đại Thành đang định đánh một nước rất là hiểm hóc là đang dọa tấn pháo chiếu tướng để dọa bắt mã, nên tướng cũng bắt mã và lên sĩ cũng bắt mã. Vâng, một nước
Tấn Phong 4 rất đột phá của Nguyễn Đại Thành. Và cái hiểm ở nước cờ này chúng ta thấy là đỏ đen lại không có nước là bình xe giữ mã ngay được vì đang vướng chân tượng. Còn chỗ này rất có thể là đen sẽ bị mất cây. Chúng ta hãy xem hướng phát triển cây của Đồng Minh Ngọc. Mà khả năng phải chạy mã đi. Mà không thể bình xe bắt mã được các bạn, bình xe bắt mã thì con xe là trong mồm tượng. Vâng, thoái xe bắt pháo nước cờ cũng khá phức tạp đấy. Nhưng mà nên mã là lựa chọn dành cho Đồng Minh Ngọc. Vâng, nữa chọn cho Đồng Minh Ngọc là ăn cây. Vâng, hai bên đã đấu cây của nhau. Vâng, tiếp tục được đánh dành cho hai bên. Nhưng sau lúc còn lại chúng ta thấy là đỏ đang đe dọa ăn xe sang nô 3 đè mã 7 của bên đen. À, chúng ta hãy xem nửa chọn của Đồng Minh Ngọc. Bộ Đồng Minh Ngọc cũng có thể lựa chọn một cách là tấn xe dọa bắt tượng đối công. Bên kia chiêu tướng vào tướng và dọa ăn ra mã. Thì bên này ăn tượng chiêu tướng, khi người ta ăn ra mã thì cũng đang dọa cục. Vâng, ván đấu hai thủ đang đối công rất hay các bạn. Vâng, quyết định tấn xe bắt tượng và nhanh chóng lại thành vỗ chiêu tướng để cho đối thủ vào tướng, sau đó là ăn, có thể là lựa chọn cách là giật xe giữ tượng hoặc là ăn xe ra mã. Và chúng ta hãy xem sự tính toán của Nguyễn Đại Thành. Vâng, ai sẽ là người nhanh hơn ở cái hình cờ này để chiếm lợi thế. Vâng, Đại Thành đã tính toán xong chưa?
Như vậy là Tài Thành đã xét thấy là để đối thủ ăn tượng là rất nguy hiểm. Nếu mã vào nào vào cung về cung thì sẽ bị pháo đầu khống chế. Rồi, quyết định của Đại Thành là rất xét thứ tượng, nhưng trong trường hợp này thì rất có thể Đại Thành sẽ bị thất thế, và chúng ta hãy chờ xem. Và phần đấu đang rất hấp dẫn. Vâng, tất cả các ván đánh của Đồng Minh Ngọc bao giờ cũng có tính chất rủi ro rất cao, vì vậy là ván đấu thường là sẽ hấp dẫn. Vâng, như này thì chúng ta thấy là con mã của Đồng Minh Ngọc nó rất lâu. Vâng, nó quyết định đi mã 7 tấn 5, và sau đó chúng ta thấy là đỏ đã chủ động lên sĩ đuổi xe ra. Và lợi dụng nước cờ này thì Đồng Minh Ngọc đã chạy xe sang bắt pháo. Vâng, tiếp tục là mã 5 tấn 3 sau lúc chạy pháo của Đại Thành. Và tất nhiên hình cờ này thì đỏ vẫn đang dọa xuất tướng được ra ở lỗ 4. Vâng, chúng ta hãy xem hướng xử lý của Đại Thành. Giờ Đại Thành liệu có mở binh 3 hay không để lộng mã. Mở binh 3 thì rất có thể là bên đèn sẽ thu xe về, xe 2 sẽ thoái về hàng tốt. Vâng, quyết định mở binh là khá hợp lý ở hình cờ này. Vâng, bạn Nguyễn Văn Đông đang chat là vừa khuyết lần vô địch. Vâng, lựa chọn của Đồng Minh Ngọc binh 5 tấn 1 là hợp lý. Và chúng ta thấy là Đồng Minh Ngọc cũng không giật xe về ở hàng 4, vẫn quyết định là binh 5 tấn 1. Vâng, trực tiếp đang dọa xoay tốt xuống. Vâng, chúng ta xem đỏ có đi tướng 5 bình 4 đang dọa cục. Vâng, nước xuất tướng ra để trợ công là rất hợp lý ở hình cờ này. Vâng, bạn Phạm Văn Tiến hay Phạm Văn Tiền cũng như bạn Bông Bồng Ngoại đều chat xuất tướng. Vâng, bạn Tim cũng đề xuất hai bên cùng xuất tướng. Vâng, đen thì sẽ xuất, và cả hai đều xuất sang lỗ 4 của mình. Vâng, cũng có thể lựa chọn của Đồng Minh Ngọc là quật pháo lên tốt đầu, nhưng trong trường hợp này thì đối thủ sẽ có lướt tấn chiếu hiểm hóc. Vâng, buộc tướng neo tầng 3 thì khá nguy hiểm. Vâng, Đại Thành đã không tấn xe chiếu, và tấn xe chiếu thì đối thủ có sẽ có lướt treo sĩ tròn cờ. Vâng, lựa chọn của Đại Thành là trực tiếp tấn xe đang dọa uy hiếp ma ba. Vâng, bạn Chiếu Phan đang cổ vũ cho Đồng Minh Ngọc. Vâng, anh em hãy cổ vũ cho các kỳ thủ. Vâng, kỳ thủ Nguyễn Đại Thành thì là anh em của câu lạc bộ Phương Liệt, còn kỳ thủ Đồng Minh Ngọc là anh em của câu lạc bộ Văn Phú. Vâng, câu lạc bộ Văn Phú giải đấu lần này thì anh em tham gia khá đông và đạt kết quả rất tốt. Vâng, anh Lê Anh Tú và Nguyễn Danh Quỳnh đều vào tranh giải Phương Liệt A, và trong khi đó thì vào giải Phương Liệt B thì chúng ta thấy có kỳ thủ Đồng Minh Ngọc, ba kỳ thủ vào tranh Phương Liệt A, Dương Hữu Long, Nguyễn Danh Quỳnh và Lê Anh Tú. Và trong khi đó thì Lê Anh Tú đã vào đến tứ kết mà có một trận đấu rất xuất sắc là vượt qua kỳ thủ Vũ Khánh Hoàng, và trực tiếp loại Vũ Khánh Hoàng ở giải đấu Phương Liệt, một trận thắng cực kỳ bất ngờ của anh Lê Anh Tú trong một trận đấu phong độ rất cao. Đồng Minh Ngọc thì một mình thi đấu tại về giải Phương Liệt 5B và bạn ấy đã vào đến bán kết, và thành tích rất xuất sắc của Đồng Minh Ngọc. Và cơ hội ngày hôm nay vẫn dành cho cả hai. Vâng, ai mà giành chiến thắng thì sẽ vào chung kết. Và Phương Liệt thì các anh em thi đấu giải lần này cũng kết quả cũng không được tốt, và chỉ có mỗi Nguyễn Đại Thành hiện tại đang
vào sâu, còn tất cả các bạn thì thường bị loại khá sớm. Và cái thủ Trần Ngọc Anh thì thi đấu cũng khá nhưng mà lại gặp Michaelen thi đấu quá tốt, Trần Ngọc Anh đã không vượt qua được. Vâng, ván đấu đang rất rủi ro như anh em đã phân tích. Còn thời gian của Đồng Minh Ngọc vẫn đang nhiều hơn so với Nguyễn Đại Thành. Vâng, Đại Thành đang có nước thu pháo về đang dọa đóng vào lăng và nước vượt pháo khá hợp lý. Rồi, chúng ta thấy là đen đang cân nhắc có nên giật xem về bắt pháo hay không. Và hiện tại con xe này cũng đang dọa bắt voi. Vâng, như bạn chiều fan phân tích ăn voi thì bạn Trương Văn Dũng có đề xuất là nếu như ăn voi thì người ta đi mã 3 tấn 4. Và tại sao đi mã 3 tấn 4? Mã 3 tấn 4 thì tốt không ăn ra được, tuân ra được thì sẽ là đòn đóng pháo vào chiêu tướng bắt xe. Và trường hợp này sẽ 1 hay 2 nhưng mà xe pháo sẽ rất khó đối phó với xe trong tình thế là bị vỡ tượng mà hai bên vẫn còn khá nhiều tốt. Còn bạn Phạm Long cũng đề xuất là xe 2 thay 4 chịu lép. Vâng, vì con pháo này là con pháo rất nguy hiểm, để đóng pháo vào lăng thì sẽ rất lợi hại dành cho bên đen. Vì đỏ đóng vào chiếu sau đó dọa ăn tốt lăng lên và tiếp tục là các nước phát triển mã thì rất nguy hiểm. Vâng, vừa rồi Đại Thành thì lựa chọn cách là quật pháo ra tốt biên và kiêm dọa đuổi xe đối phó lại đen đi binh 7 tấn 1. Và sau đó còn lại thì Nguyễn Đại Thành đã thu pháo về hàng và đang cũng đang quật vào tốt lắm. Và những nước mở tốt rất nhanh đến từ Đồng Minh Ngọc. Và bạn bông bông ngoại đang chát tiên thắng và sau lúc thu pháo về chúng ta thấy là đỏ đang dọa đánh vào lăng. Vâng, để đỏ đánh vào lăng chỗ này là cũng khá nguy hiểm cho bên đen. Đã, quyết định của Đồng Minh Ngọc là đi binh 5 tấn 1. Vâng, chứ đối thủ đã quyết định là Đại Thành đã đi ăn mã lên rồi. Vâng, hai bên đang dọa nối binh nhau. Vâng, còn lại nếu như đen mà không ăn tốt qua mà để đỏ ăn tốt qua thì sẽ rất bất lợi dành cho bên đen. Vâng, đen nếu như binh 7 tấn 1 thì đỏ sẽ có nước phát triển mã rất đẹp và lựa chọn của Đồng Minh Ngọc là trực tiếp bình xe vào bắt mã và nước đi hợp lý. Vừa rồi thì nếu quật pháo lên tượng thì chúng ta thấy là nước cờ không phải là hay.
Và Nam Nguyễn có đề xuất là Tấn xe Văn Mã, nhưng lựa chọn của Đồng Minh Ngọc là Bình xe vào Văn Mã như phân tích của bạn Vinh Nguyễn. Đại Thành đã đi được nước mã 5 tuần 4 và đang đe dọa Chiêu Tướng bắt xe. Vâng, lựa chọn là quyết định là ăn xe xuống, còn nếu vừa rồi mà không thể bình ra cản mã được, bình ra cản mã đối thủ tấn tốt qua thì sẽ rất lợi hại. Vâng, sau lúc ăn xe xuống tượng chúng ta thấy là đen đang dọa bình xe chiếu rút. Còn Đại Thành thì trong hình cờ này có thể là lựa xuất tướng ra vẫn được. Mà xuất tướng ra thì chúng ta hãy xem bên đen sẽ đi ra sao, liệu đen có xuất tướng ra theo hay không. Đâu, lựa chọn của Nguyễn Đại Thành có thể tấn mã chiếu tướng. Và như vậy là Đại Thành đã lựa chọn an toàn và quyết định này ạ. Ăn mã và pháo sau đó là ăn tốt sang, và nước cờ này thì hai bên là đấu cây an toàn. Vâng, chào bạn Hải Nguyên và chào tất cả anh em. Vâng, tạm thời thì chúng ta thấy là đỏ đang chiếm lợi thế hơn so với bên đen vì đỏ đang hơn được 2 binh và duy trì được chỉ cần 1 binh thôi ở thế cờ này cũng là khá nguy hiểm dành cho bên đen. Vâng, đen tạm thời vẫn chưa tròn cờ các bạn vì bố sĩ vẫn chưa tròn. Vâng, đỏ thì đang đe dọa ăn được sĩ của đối phương. Vâng, một đòn tấn chiếu tranh tiền rất hay các bạn. Và nếu xuống tướng thì sẽ lợi dụng nước cờ này ăn sĩ ngay. Và khả năng sẽ trèo tướng tầng 3. Và hình cờ này thì đỏ đen có thể là đòi đấu được. Và mình sẽ vô chiếu đòi đấu nhưng mà kém 2 tốt rất nguy hiểm. Chúng thấy là Đồng Ngọc đã không dám sử dụng nước cờ này. Vâng, đen đang cố gắng phối hợp xe mã để gây bí. Và sau lúc này thì đen cũng đã có thể tiêu diệt bớt tốt của đối phương và tranh thủ đằng nào cũng chạy ra nước tấn chiếu. Vâng, giảm bớt áp lực. Vâng, tiếp tục một con tốt cũng đang ở trong mồm. Vâng, chào bạn Điện Tân Trang và chào tất cả anh em. Vâng, tối mai là Mai Quý Lân sẽ thi đấu các bạn nhé. Mai Quý Lân sẽ gặp kỳ thủ Trần Mạnh Ninh ở trận bán kết 2 để diễn ra vào tối mai. Và cơ hội cho Michael Lân và cả kỳ thủ Trần Mạnh Ninh. Và Trần Mạnh Ninh thi đấu rất tốt đấy các bạn. Và chính Trần Mạnh Ninh đã giành chiến thắng trước Đinh Quang Hưng để vào bán kết. Vâng, chào bạn là Vũ Trọng Xuân. Vâng, rất vui được gặp Vũ Trọng Xuân trên kênh và cảm ơn Vũ Trọng Xuân rất nhiều. Vâng, một đòn tấn mã đang dọa chiếu tướng bắt xe, chúng ta hãy xem hướng xử lý của Đại Thành.
Vâng, một đòn vào tướng rất hay. Vâng, đang lợi dụng mặt tướng chiếu hết. Còn đồng minh Ngọc thi đấu khá kinh nghiệm, là thường đi cày khá nhanh để ép giờ Đại Thành. Đại Thành thường thì thi đấu bạn ấy hay cân nhắc thời gian hơn. Còn thời gian Đại Thành đang rất cạn, chỉ còn trên 40 giây. Hình cờ này thì Nguyễn Đại Thành sẽ không có thua, chỉ trường hợp là cố đánh sai sót, vì chúng ta thấy là xe pháo, đô sĩ và kiêm cả một tốt và rất dễ đỡ xe mã. Còn đồng minh Ngọc sẽ cố gắng đánh hòa vào đấu này, chúng ta xem liệu có đánh được hòa hay không, vì chúng ta thấy là đã đấu bớt được tốt của đối phương rồi. Sau lúc còn này thì thấy khả năng nguy cơ rất cao, chúng ta thấy là đồng Ngọc đã quyết định đấu cơi. Vâng, hình thành thế trận là pháo tốt đôi sĩ đánh với mã đôi sĩ, và hai bên sẽ đếm nước và tính từ nước 56. Ván đấu đang rất hấp dẫn. Ở 40 nước không ăn cây là hòa các bạn. Và con mã của bên này, của bên đen thì sẽ luôn ở cố gắng ở phần sân của bên đỏ để chống nước phá mượn ngòi sĩ để tìm cách bắt bí. Còn tạm thời nước đóng pháo vào năm đến từ đây Đại Thành, chúng ta xem hướng xử lý của đồng minh Ngọc, và đồng minh Ngọc đã lựa chọn xuất tướng sang độ 6. Vâng, đứng mà chuẩn là hòa các bạn. Và con pháo, con mã sẽ kỵ được pháo đấy. Chúng ta thấy còn đôi sĩ, nhưng tất nhiên là sai sót vẫn có thể xảy ra, quan trọng là cách đánh của các kỳ thủ. Vâng, đèn đang dọa ăn sĩ, mà nếu để mất một sĩ thì rất khó đánh.
Vâng, một đoàn thoái mã về đang dọa đang bắt đôi và Đại Thành đã phải chủ động chết tốt ra. Vâng, Đại Thành đang cố gắng chạy phá vào lăng và sau đó các nước để tìm cách leo tướng để cố gắng mượn cả mặt tướng trợ công. Chúng ta hãy chờ đợi một số nước xử lý nữa đến từ cả hai bên. Và con mã này nó sẽ tìm cách khống chế pháo và sau lúc còn lại thì chúng ta hãy xem. Vâng, quyết định nhảy mã bắt tôi bắt sĩ. Và chúng ta xem Đồng Minh Ngọc có ăn sĩ của đối phương hay không. Còn đỏ thì đang đe dọa ăn sĩ trên cao của bên đen. Vâng, tốt năm đang dọa bình 6. Chúng ta thấy là Đồng Minh Ngọc đã cân nhắc sau đó xuất tướng ra lộ 6. Vâng, rồi ăn sĩ thì chúng ta thấy cũng bỏ lại sĩ. Của tôi thì nếu như Đồng Minh Ngọc mà không ra tướng thì sẽ được lựa chọn ăn sĩ trước. Như thế này thì lại là ăn sau. Và thời gian của Đồng Ngọc lại cạn hơn với Đại Thành rồi. Và rất cẩn thận sẽ bị không thì sẽ bị rụng kim. Và vừa rồi thì nếu như Đồng Minh Ngọc có ra tay trước thì sẽ khác các bạn và sẽ được lựa chọn ăn sĩ trước và tiếp tục là nước vâng vỗ sĩ rồi cả vỗ nốt của sĩ còn lại. Rồi ván cờ khá phức tạp đến từ hai bên.
Vừa rồi thì nước trèo thướng lên cũng là rất khéo léo của Đồng Minh Ngọc. Chúng ta hãy chờ xem đỏ có đánh thắng được hình cờ này hay không. Vâng, chiếu tướng lại xuất ra vì quan trọng nhất là tốt của bên đỏ đã lột xuống ở hàng hai. Vâng, để giành được chiến thắng ở hình cờ này thì đỏ phải phối hợp được với mặt tướng và sĩ. Và tướng phải chiếm trung và sĩ phải chiếm được ở lỗ 4. Rồi, ván đấu hòa là rất chính xác rồi các bạn. Và sau ván đấu này thì hai cầu thủ sẽ đổi bên và Đồng Minh Ngọc sẽ đi tiên ở ván đấu thứ hai này. Và trận đấu diễn ra rất căng. Ván đấu thứ hai thì Đồng Minh Ngọc sẽ là người cầm tiên và đang ngồi bên phải này các bạn. Alo. Ai đây? Ai đây? Vâng. À, hòa xong rồi anh. Vâng, hòa rồi không? Đang. Ồ, người ta đếm 40 nước thì anh. Vâng, mình không thể ép người ta được vì người ta được quyền vần. Vâng, một bạn sẽ yêu cờ đã gọi trực tiếp vào những ván như thế là hòa rồi, không để các thủy thủ đánh nữa. Nhưng nhiều khi chúng ta cũng phải để các thủy thủ diễn đủ 40 nước. Vâng, mà chúng ta cứ đột ngột mà xử ép ngay các thủy thủ là không được các bạn. Vì cờ đấy là đều có rủi ro, đỡ sai là thua. Và nhiều khi các bác cũng khó phết đấy các bạn. Vâng, anh em xem cờ thì chú ý theo dõi và sẽ gọi điện vào. Và phải để cho hòa, hình cờ đấy phải để cho hòa ngay. Và những ván cờ nó đã hòa rất cơ bản thì chúng ta mới có thể hòa ngay. Và tôi sẽ đổi màu tên các bạn vì vướng nghe điện thoại của một bạn khán giả. Một ván cờ rồi rất hay và khán giả đã phải sốt rồi, đã phải gọi điện đấy.
Vâng, cảm ơn tất cả anh em. Vâng, chào bạn Song Anh. Và Song Anh cũng là kỳ thủ Lê Anh Tú và chính là kỳ thủ thắng Vũ Khánh Hoàng. Và cứ nhắc nhiều thắng Vũ Khánh Hoàng, Khánh Hoàng giận anh, em thua có trận anh cứ nhắc em suốt. Vì anh em thường ngày nào cũng gặp nhau, nhưng nhiều khi trong cái giải đấu liên quan thì lại cứ hay phải nhắc tới cái trận của anh Lê Anh Tú. Và rất cảm ơn bạn Phạm Long và tất cả anh em đã động viên mình, và rất cảm ơn tất cả anh em. Vâng, gần đây thì các giải ví dụ từ phương liệt 1 đến phương liệt 5, đặc biệt là cái giai đoạn đầu, và nhiều anh em rất bình dân mà để đánh ở trên kênh và bình luận, mà trong khi đó lại còn chung với lại giải của Trung Quốc đang thi đấu. Nhưng mình vẫn phải cố gắng tiến hành, mặc dù lượt anh em xem ít, nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta truyền đạt cảm hứng và thực tế bằng anh em thi đấu nhiệt tình. Vì vậy chúng tôi lại vẫn luôn luôn duy trì được cái nhiệt tâm và không lo lắng quá nhiều, khi lúc đó thì rất ít anh em xem. Và giải Trung Quốc thì diễn ra quá hay, nhưng anh em vẫn phải kiên trì truyền phát, và dần dần thì anh em lại xem quen trở lại. Chúng ta thấy là một sự ủng hộ rất tuyệt vời của khán giả. Vâng, em chào anh Trương Văn Thi và chào tất cả anh em. Vâng, rất nhiều bạn đã chia sẻ và cảm ơn, mình không đọc được tên tất cả các bạn, và cảm ơn tất cả anh em. Vâng, trở lại ván đấu thì ván đấu này rất thú vị và cũng không khác gì ván đấu trước. Ván đấu trước thì một bên Lý Tượng, một bên Tấn Phong Đầu. Nguyễn Đại Thành thì sử dụng phi tượng, trong cái đó thì Đồng Minh Ngọc đối trận Phong Đầu rất táo bạo. Và trận đấu này thì cả hai bên đều dùng thế trận đối công rất mãnh liệt, và đây chúng ta thấy đây như đây là nghịch pháo. Vâng, Đại Thành cũng không e ngại thế trận Phong Đầu. Vâng, ván đấu này đang diễn biến rất khó lường. Vâng, chào bạn Lê Tịnh và chào tất cả anh em. Vâng, chào anh Trương Văn Thi và anh Trương Văn Thi đã chia sẻ vào ngày mai 14 giờ anh Trương Văn Thi sẽ thi đấu trận đấu cờ úp 10 phút không tích lũy và chạm 6 với anh người Dưng, và kèo đấu này do bác Lữ đã tặng cho anh Trương Văn Thi để thi đấu cùng với bạn người Dưng. Và em cũng đã nhận được cái tiền của anh nữ khách chuyển rồi anh Thi nhé. Vâng, ngày mai anh em hãy vào cổ vũ cho trận đấu này, một trận đấu cũng khá hấp dẫn. Vâng, kỳ thủ Nguyễn Văn Bo cũng đã xuất hiện trên kênh. Vâng, bạn anh Song Anh đã chia sẻ vào bán kết Ngọc đã tư thưởng cho mình 500k rồi. Vâng, Đồng Minh Ngọc là một trong những kỳ thủ thi đấu rất chật vật ở giải Phương Liệt, nhưng giải lần năm này thì giải đấu rất căng mà bạn ấy thi đấu rất tốt và rất hay cho kỳ thủ Đồng Minh Ngọc. Vâng, anh Lê Anh Tú giải đấu này cũng thi đấu rất tốt. Và Nguyễn Đại Thành đã không đứng tấn pháo đầu nữa hoặc là quyết định là chuyển pháo sang lô 7. Vâng, đấy là cái tiền thưởng, là thưởng là mình thi đấu và nhận được giải, mà nhiều khi giá trị giải không lớn, nhưng mà quan trọng là ở cái ghi nhận ở cái thành tích thi đấu, đó là một cái niềm thuốc tinh thần này nhỉ.
Vâng, anh Trương Văn Thi đã chat là pháo đầu mã đội của Ngọc sắp phát huy tác dụng. Vâng, con xe của đỏ đang tấn kỳ hà cũng đang khá khó chịu dành cho bên đen. Chúng ta thấy đen đã có nước điều pháo ra nô 7 và đang dọa bắt. Có thể là đang ý tưởng là dọa đấu cây. Vâng, để né đòn hiểm hóc, chúng ta thấy là đỏ đã chủ động treo tượng trước để sau này có thể là chủ động cơ động xe 3. Vâng, một nước đỡ rất xa của đồng minh Ngọc. Rồi chúng ta xem lựa chọn của Nguyễn Đại Thành. Còn nếu Đại Thành mà quật pháo xuống thì đỏ đơn giản là sẽ pháo chín bình sang. Vâng, khả năng này ý tưởng của Nguyễn Đại Thành sẽ tìm cách treo tượng. Vâng, sau lúc lên tượng các tượng lên biên của đối thủ thì Nguyễn Đại Thành cũng đã chủ động tượng 7 tấn 5. Vâng, anh em hãy like và chia sẻ ở trận đấu này và chúng ta chưa đạt được 100 lượt thích và anh em hãy ấn tăng lượt thích giúp cho kênh. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn rất nhiều và chúng tôi cũng rất mong sự đồng hành của các bạn. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh của Phương Liệt thì cũng rất mong các bạn đăng ký để ủng hộ cho kênh ngày càng phát triển. Nó cũng là một nguồn động lực để cho anh em truyền đạt được nhiều trận đấu hơn tới tất cả khán giả. Vâng, mới khởi đầu ở ván đấu thứ hai chưa được lâu, chúng ta thấy thời gian của các cầu thủ này đã sử dụng của trận đấu là tổng thể của trận đấu cũng là hơn 1 tiếng đồng hồ. Với ván 1 là diễn biến rất căng thẳng và cân sức cân tài và ván đấu này sẽ tiếp tục là một ván đấu sẽ rất dai dẳng đến từ hai cầu thủ này, vì Đại Thành của Phương Liệt là một trong những cầu thủ thi đấu rất dẻo dai và ưa lựa chọn lối đánh chắc chắn. Vâng, để khoan phá được, để giành chiến thắng được trước Nguyễn Đại Thành sẽ là không phải dễ dàng cho Đồng Minh Ngọc. Vâng, Đồng Minh Ngọc sẽ là kỳ thủ rất mạnh về cầm tiên. Chúng ta hãy xem Đồng Minh Ngọc có phát huy được cái lợi thế tiên hay không. Vâng, rồi thì hai bên đang đối binh. Vâng, lựa chọn của Đại Thành là binh sẽ sang chủ động bắt mã 3, mã 7 của bên đỏ. Vâng, một nước xử lý hợp lý của bên đen. Vâng, sau này thì sẽ tìm cách tràn tốt qua sông. Tất nhiên ở hình cờ này thì đỏ đang hai xe chấn hà thì không e ngại nước đối thủ dọa tràn tốt được qua và tràn qua tốt qua sông thì sẽ đấu cây. Chúng ta hãy xem hướng xử lý vị trí mã 7 của bên đỏ. Chúng ta thấy là lựa chọn của Đồng Minh Ngọc là thoái xe về giữ mã và đang cố gắng là chưa cho con xe 7 của xe 3 của bên đỏ đen có thể là chủ động. Và trường hợp này thì xe của bên đen thì cũng đang đe dọa ăn tượng. Đại Thành cũng không vội ăn tốt qua sông.
mà cũng không ăn xe xuống tượng mà quyết định là pháo 9 thoái 1, và rất có thể là sẽ tìm cách là pháo 9 tạm thời sẽ bình 6 kích xe. Vâng, hoặc cũng có thể là có rất nhiều hướng đánh ở quân pháo này. Vâng, bình 6 rồi sau đó có thể dọa bình 7, hoặc cũng có thể là chạy sang nổ 3. Nhưng để đối phó lại nước cơ này thì chúng ta thấy là đỏ chủ động ăn tốt sang trước. Vâng, bình 7 đã tấn 1. Và phần đấu vẫn đang diễn biến rất khó lường, chưa thể đoán được ai là đang có thể chiếm thế ưu rõ ở hình cờ này. Rồi, chào Vũ Hồng Sơn và chào tất cả anh em. Vâng, Vũ Hồng Sơn đã có một trận đấu rất tốt trước anh Nguyễn Thăng Long. Vâng, mặc dù gặp bất lợi sau 3 ván đấu và đấu thứ tư thì Vũ Hồng Sơn đã xuất sắc vượt qua anh, giành chiến thắng ở ván đấu thứ tư và đã cân bằng tỷ số và vượt qua anh Nguyễn Thăng Long tại ván đấu cờ chớp sinh tử. Và trước đó thì rất nhiều anh em đã cổ vũ cho anh Nguyễn Thăng Long có thể vượt qua Vũ Hồng Sơn, nhưng anh đã bỏ lỡ cơ hội của mình. Ở ván đấu thứ tư thì anh Nguyễn Thăng Long chỉ cần hòa nhưng anh đã không làm được. Vòng trận bán kết 1 của Phương Liên A sẽ diễn ra vào tối thứ năm và giữa kỳ thủ Phùng Quang Điệp và Phí Mạnh Cường, trận đấu rất hay. Và cặp đấu thứ hai cũng rất hấp dẫn và diễn ra vào tối thứ sáu, đó là trận đấu giữa kỳ thủ Vũ Hồng Sơn sẽ gặp Dương Đình Trung. Vâng, cả hai kỳ thủ đều có phong độ rất tuyệt vời. Và Dương Đình Trung chúng ta thấy là giải đấu này cũng thi đấu rất tốt. Vâng, một nước chạy pháo ra biên sau đó lên sĩ đuổi xe này các bạn. Và cân nhắc khá kỹ càng thì Đồng Minh Ngọc đã quyết định pháo làm bình sàng lỗ 1 và không đứng pháo ở năm nữa, không tìm cách tấn công pháo đầu. Với vị trí tốt đầu chúng ta thấy là đèn đang rất mạnh và trong đó còn có cả pháo đèn cũng đang có pháo ở kiểu. Còn sau này có thể đối phó cái thế trận pháo đầu của bên đỏ. Vì vậy là đỏ đã quyết định bình pháo ra, tìm cách đang tìm cách bắt bí vị trí xe 3 của bên đen. Vâng, nước mà ý tưởng là không phải là nước treo sĩ mà là nước nếu muốn bắt bí xe là nước thoái ngựa về cung các bạn. Vâng, rất hiểm hóc đấy. Vâng, như chúng ta thấy là bạn gia truyền cũng đề xuất là nước về ngựa bắt xe, nhưng chúng ta thấy là trước mắt là hướng đi của Đại Thành. Đại Thành đã quật pháo lên tốt.
Vâng, về ngựa bắt xe thì Đại Thành cũng sẽ có những đoạn đối phó rất hay. Nếu như ngựa 3 thoái 5 thì Đại Thành sẽ đối phó lại là bằng nước bình xe 3 bình 4 và cản tượng, cản mã để dọa vật tượng chiếu hết. Và sau một số lượt điều cây chúng ta thấy là đèn cũng đang có vị trí cây khá tốt. Và đồng minh ngọc thì chưa được ra được các lực tấn công. Vâng, tạm thời chúng ta thấy là đen đang chủ động hơn một chút so với bên đỏ. Thời gian của Đồng Minh Ngọc luôn ổn ổn hơn so với Nguyễn Đại Thành, và 11 phút, hơn 11 phút cho bên đỏ, trong cái đó Đại Thành còn khoảng trên 7 phút. Sau nước vật pháo lên đến từ Nguyễn Đại Thành và pháo 3 tấn 3. Vâng, ăn tốt 7 đã chẳng qua sông. Chúng thấy là đỏ vẫn đang rất cân nhắc. Vâng, vẫn quyết định quay mã về cung và chúng ta xem nước cơ bản là đi xe 3 bình 4 và cản mã và kiềm dọa vật tượng chiếu hết. Vâng, chúng ta thấy là Đồng Ngọc đã quyết định thu xe về. Và sau nó còn lại thì chắc rằng là đen sẽ phải chạy xe. Vâng, sau lúc này chúng ta thấy là đỏ đen có thể là tìm cách, là ý tưởng của đen sẽ cố gắng tìm cách bình pháo kích xe. Chúng ta hãy xem liệu vào sau lúc treo tượng của Đồng Minh Ngọc nếu xem đen có đi pháo 7 bình 6 hay không. Mà đen vẫn còn có nước phát triển mã cũng khá hay các bạn. Vâng, có thể tấn đi mã 3 tấn 4 đuổi xe. Vâng, Đại Thành vẫn quyết định đi mã 3 tấn 4 đuổi xe. Vâng, hai con mã của Nguyễn Đại Thành đã bước lên hàng và sau này có thể là đe dọa trực tiếp bên 5 của bên đỏ. Và trường hợp này thì cánh phải của đen và tạm thời chưa có vị trí giữ tốt và pháo 9 của đỏ có thể phản công về sau. Và như trước mắt chúng ta thấy là Đại Thành đang tranh tiên tấn mã lên đuổi kiêm đuổi xe.
Vâng, ván đấu vẫn đang diễn biến rất hấp dẫn và sau lúc tấn mã này thì hai bên sẽ dần hình thành thế trận tấn công lẫn nhau rất mạnh mẽ. Và thời gian càng về cuối thì các cầu thủ càng phải đi cây tích cực hơn. Còn giai đoạn đầu thì thời gian còn nhiều, các cầu thủ còn phải cân nhắc các nước đánh. Và khi đã về sát đến cờ trước, vâng về đến vị trí 5 phút thì thường xuyên là các nước đi cây nhanh đến từ cả hai. Vì nếu không sẽ bị rụng kim đồng hồ. Và vị trí pháo 7 của bên đen cũng là một trí khá nguy hiểm dành cho bên đỏ. Chúng ta thấy là đỏ đã lựa chọn chạy xe sang lỗ 3. Một bản tin cũng là phân tích ván này lại hòa và hai bên vẫn đang rất đông cây. Vâng, tạm thời cả hai mới đấu hai binh. Liệu rằng Đại Thành có bình pháo kích xe hay không? Bình pháo kích xe, pháo 7, bình 6 kích xe, sau đó tấn xe 8 dọa bắt pháo. Hoặc là bình pháo kích xe đi một nước thăm dò trước, bình pháo kích xe nghe pháo 7, bình 6, xin lỗi các bạn, pháo 7, bình 6 trước, sau đó đi năng mã để tạo ra các lực chiếu. Nhưng lựa chọn của Đại Thành quyết định đi mã 4 tấn 3. Và sau này là để đi mã 6 tấn 4 và trực tiếp thì tạo ra rất nhiều đường đánh. Vâng, sẽ xe 4 làm căn để dòng con mã này. Vâng, đối với lại đồng minh Ngọc đã trực tiếp tấn xe 8 lên để đe dọa bắt cây. Vừa rồi nếu đánh đơn giản thì mã 7 tấn 5 sẽ hơn được tốt đầu. Và con pháo sau đó bình vào 5 cũng rất hay các bạn. Vừa rồi đánh đơn giản cũng được. Nếu như người ta mà bình xe vào bắt mã 5 và vị trí mã 5 để khó thì bên đen vẫn có nước đã bình xe đổi đấu, vào 5 đổi đấu. Vâng, có vẻ như nước nhảy mã xuống lỗ này hơi sớm đến từ Nguyễn Đại Thành. Vâng, tạm thời là một nước tấn xe thăm dò trước, còn Nguyễn Đại Thành sau cân nhắc không chạy mã mà quyết định là chủ động xe 8 tấn bắt pháo 1 của bên đỏ. Vâng, cân nhắc một thoáng cân nhắc thì đồng minh Ngọc đã quyết định đấu cây. Vâng, một bên đấu pháo, một bên đấu mã. Vâng, Nguyễn Đại Thành còn hai pháo một mã, trong cái đó thì đỏ hai mã một pháo và cả hai đều còn hai xe. Vâng, hai bên vẫn còn rất nhiều cây chiến và thời gian bắt đầu cạn cho Nguyễn Đại Thành.
Vâng, tạm thời thì mã 5 của Đồng Minh Ngọc vẫn đang nằm tại cung. Vâng, chưa di chuyển ngay được. Vâng, sau nước ăn pháo chúng ta thấy đen đang đe dọa bắt tượng 1 của bề đỏ. Vâng, vỗ tượng ở trong thế trận này cũng là khá nguy hiểm. Chúng ta thấy là Đồng Minh Ngọc đã tương 5 thoái 3 và hai con tường đã giao nhau ở biên. Và sau nước binh xe vào 4 này chúng ta thấy là đỏ sẽ có những nước đen sẽ có nước phát triển cây khá hay. Vâng, đang đe dọa là pháo 7 bình 6 do ăn sĩ 4 của bên đỏ và đỏ sẽ khá nguy hiểm ở hình cờ này. Chúng ta xem cách đối phó của Đồng Minh Ngọc. Vâng, có vẻ nước này chưa phải là tối ưu. Vâng, Đồng Minh Ngọc cũng đã có thể đã bị sai sót các bạn. Vâng, một nước binh vào đang dọa cục và Đồng Minh Ngọc rồi đã đi xe tấn một nước và không để ý. Có thể là không phát hiện ra đối thủ đi nước pháo 7 bình 6. Rất hiểm hóc. Và đây là huyết đạo vừa rồi thì bạn ấy đã phải tìm cách xoay mã về 7, mã 5 thoái 7. Thì khi người ta trùng vào thì treo sĩ lên như thế này thì Đồng Ngọc đã móc một sai sót rất nghiêm trọng ở ván cờ này. Vâng, đã không đoán ra được nước cờ đối thủ bình xe vào kiểu và ý tưởng là sẽ bình pháo, chúng ta thấy là đã phải nhảy mã ra và mời ăn cây. Vâng, thua thì không thua luôn được các bạn, hiến cây các bạn. Vâng, rất đáng tiếc cho Đồng Ngọc của nước cờ vừa rồi. Vừa rồi đúng là phải thoái mã về 7 đấy các bạn. Vâng, treo tường lên của Đồng Ngọc hạ tượng là chính xác rồi, để là vẫn là ổn. Nhưng quan trọng nhất là bạn ấy phải hồi mã bằng mã cung, bạn ấy không tỉnh táo mà đi tấn xe trước. Và cơ hội rất lớn cho Nguyễn Đại Thành ở ván đấu thứ hai này. Vâng, thế trận đang ưu thế hoàn toàn thuộc về bên đen. Vâng, sau này xe 7 lại phải thu về để giữ cây. Tạm thời pháo cũng chưa thể chạy sang lộ 6 được. Vâng, đang trong một mã. Và đấy, Đồng Ngọc tiếp tục lại mắc sai sót nữa rồi, chạy vào mồm các bạn. Vâng, mất cả mã ăn pháo ở ván cờ này, sai sót rất nghiêm trọng của Đồng Ngọc. Quan trọng nước mã 5 bị thủ khai thác mà bạn ấy không tỉnh táo và phát hiện ra. Vâng, tỷ số là 1,5, 0,5 dành cho Nguyễn Đại Thành. Không, vừa ấy chạy mã thoái mã về 5 thì vẫn đỡ được, à về 7 thì vẫn đỡ được các bạn. Thì không không bị mất mã.
Vâng, hai cầu thủ đã nhanh chóng vào bàn đấu rồi. Và cơ hội rất lớn cho Nguyễn Đại Thành ở vòng đấu thứ 3. Vòng đấu thứ 3 thì Đại Thành này cầm tiên. Vâng, Đồng Minh Ngọc đã cầm tiên ở vòng đấu thứ 2 này, không phát huy được cái lợi thế cầm tiên và bạn ấy bị thua một vòng đấu rất quan trọng của mình. Và vòng đấu này thì Đại Thành cầm tiên, nếu như giành chiến thắng thì Nguyễn Đại Thành sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi lợi thế đến từ Nguyễn Đại Thành. Vâng, Đồng Minh Ngọc sẽ phải ít nhất là không thua vòng đấu này. Và giành chiến thắng thì sẽ cân bằng tỷ số. Còn nếu như hòa vào đấu này thì chúng ta vẫn phải ít nhất phải một ván đấu thứ tư nữa. Là cơ hội cho vẫn cho cả hai. Nguyễn Đại Thành hôm nay cả hai ván đấu với Đồng Minh Ngọc đều xử lý khá tốt và đặc biệt là tận dụng rất triệt để ở ván đấu thứ hai sau sai sót đến từ đối thủ. Rồi, phong độ của Đại Thành đang khá cao ở trong trận đấu ngày hôm nay và chúng ta hãy cho xem ở ván đấu thứ ba và tiếp tục nước binh xe sang đổi đấu. Vâng, kỳ thủ Đặng Tiến Đạt của câu lạc bộ Phương Liệt cũng đã đến trực tiếp cổ vũ cho đàn em Nguyễn Đại Thành. Vâng, kỳ thủ ngày mai chiều mai đấu với anh Thi trong kèo đấu mà anh nữ khách bầu là kỳ thủ Dương Văn Kiên và hay có biệt danh là người rừng và một cái biệt danh rất đặc biệt dành cho kỳ thủ này. Vâng, cả ba ván chúng ta thấy là Đồng Minh Ngọc đều sử dụng thế trận pháo đầu. Ở ván này mặc dù Lý Hậu Đồng Minh Ngọc cũng chủ động tấn công pháo đầu. Rồi, ván 2 thì ván sử dụng pháo không thành công đến từ Đồng Minh Ngọc. Rồi, trong trận đấu với Ngô Văn Khánh thì chính Đồng Minh Ngọc đã có trận đấu pháo đầu của ván đấu pháo đầu mà đội quyết định để giành chiến thắng.
Vâng, đại thành đang rất tự tin ở trận đấu này. Và sau nước tấn pháo lên Hà để giữ mã, nhưng mà thấy đèn tấn nút sang và thông thường đỏ sẽ bình pháo kích xe rời đầu. Và pháo 5 đã bình 4 đến từ bên đỏ. Vâng, bàn hồng lê đang chát của kỳ thủ và thỉnh thoảng kỳ thủ hơi cúi xuống hơi sâu một chút sẽ bị ảnh hưởng với cam, hơi khó quan sát một chút các bạn, nhưng chỉ một chút thôi và sau đó các kỳ thủ sẽ tự điều chỉnh. Và sau nước điều xe sang bên độ 3 đến từ bên đen vì hai bên đã đấu tốt. Vâng, đại thành sẽ treo thượng lên để củng cố. Rất có thể sau nước cờ này thì Đồng Minh Ngọc sẽ tấn Minh 5. Và như ý tưởng của Đồng Minh Ngọc là quyết định Minh 5 tấn 1. Nó lựa chọn của Đại Thành có chủ động treo sĩ hay không? Và một nước tốt nữa thôi thì sẽ đe dọa vị trí quân mã của bên đỏ. Vỡ tượng chưa tròn thì có thể để sau này đe dọa vỡ tượng. Vâng, treo sĩ thì đối thủ vẫn Minh 5 tấn 1. Vâng, chào bạn Sen Hồng và chào tất cả anh em đang theo dõi trận đấu giữa kỳ thủ Đồng Minh Ngọc và Nguyễn Đại Thành. Và sau hai ván đấu thì Đồng Minh Ngọc tạm thời đang bị Nguyễn Đại Thành dẫn điểm. Vâng, khó khăn không nhỏ cho Đồng Minh Ngọc trong trận đấu buổi tối ngày hôm nay. Kỳ thủ Nguyễn Đại Thành đang gây khó khăn rất lớn cho Đồng Minh Ngọc. Vâng, một nước tấn mã ăn tốt và đe dọa có thể là tiêu diệt bớt pháo đầu của đối thủ. Và ý của bạn team là xe đen cứ thì mã đỏ, nghĩa là tấn xe thì đè mã 7. Nhưng trong trường hợp này thì người ta sẽ đối phó bằng nước thu pháo về kích xe. Vâng, vừa nhắc đến thì con pháo của bên đỏ đã thu về và đang tìm cách pháo 8 bình 7. Và Đồng Minh Ngọc cũng nhanh chóng bình 5 tấn 1. Vâng, đang cố gắng tập trung thế trận pháo đầu mã đội. Vâng, ăn mã vào pháo 5 thì đỏ đen lại tiếp tục vẫn đang duy trì được thế trận pháo đầu, sẽ pháo 2 bình 5 ngay. Bên đỏ đã quyết định ăn bình 5 tấn 1. Đồng Minh Ngọc có thể vật pháo đầu lên. Nhưng để đối phó lại thì rất có thể là bên đỏ sẽ đóng pháo vào đòi đấu. Và trong trường hợp này thì sau này đỏ cũng sẽ dễ đi cây. Và chúng ta thấy là Đồng Ngọc đã điều nước rất khéo và chạy xe bắt pháo trước. Và để thăm dò thì đối thủ lên sĩ thì lúc ấy bạn ấy tấn công pháo đầu. Và một đòn đi được chờ rất khéo léo của Đồng Minh Ngọc. Và nước này sẽ ép đối thủ lên sĩ. Và sau lúc này không những vậy bạn không vật pháo đầu mà sẽ có nước mở rộng đường cây rất hay là đi mã 5 tấn 3 neo đầu tượng. Và những hình thế trận pháo đầu mã đội, Đồng Minh Ngọc là một trong những kỳ thủ rất thuần thục. Vâng, đỏ cũng có thể là đi, trong trường hợp này đỏ có thể đi binh 5 tấn 1 đuổi xe. Vâng, Nguyễn Đại Thành đã lựa chọn cách treo tượng chứ không vội đi bình 5. Vâng, tượng đang méo thì vừa rồi thì chúng ta thấy là nếu như đi trường hợp đi như vậy thì vẫn bị vỡ tượng các bạn. Và như trước đó thì chúng ta đã phân tích là vị trí cố gắng bên đen sẽ khai thác ở chỗ, có thể khai thác ở vị trí là bên kia vẫn chưa tròn tượng.
Vâng, Nguyễn Đại Thành đã khá chậm tiên ở vị trí con xe 9 của mình. Và trong khi đó thì Đồng Minh Ngọc đã rất cơ động con xe 6 này. Vâng, anh em hãy chat nước đánh của các cầu thủ để chúng ta cùng nhau tham khảo. Bạn Phạm Thiên Phong đang đề xuất là giờ rất dễ mất cây. Và trước đó thì các nước phân tích đến từ bạn Bông Bồng Ngoại. Rồi, bạn Nam Nguyễn cũng đang phân tích là một pha đấu xe sai sót. Và tạm thời thì bên đèn đỏ vẫn có nước bình pháo sang giữa mã. Chúng ta hãy xem hướng xử lý của Đồng Minh Ngọc sau lướt cờ này. Vâng, một nước tấn mã thiếu tướng để thăm dò. Vâng, đối phó lại nước cờ này thì đã bình phao cản, nhưng trong trường hợp này sẽ bị vỡ tượng các bạn, rất nguy hiểm. Vừa này Thành có thể xem cân nhắc còn phương án nào tốt hơn không? Vừa rồi nếu xuất tướng ra thì sao? Hoặc vô tường ở hình cờ này sẽ là khó khăn không nhỏ dành cho Nguyễn Đại Thành. Và trong đó thì xe vẫn chưa trợ chiến được. Và sau lưng ăn cây, đèn rất có thể lại tiếp tục dọa thoái mã về lòng. Rồi bạn bạn Cường Phí Đính có đề xuất là sau này là đèn tiếp tục phao 2 tấn lên. Rồi phao 2 tấn lên là thẳng. Vâng, Đồng Minh Ngạch của Ngọc ở ván đấu này đi cây quá nhanh, một thời gian vẫn còn trên 18 phút và mới sử dụng hết khoảng 1,5 phút thời gian chính. Vâng, đi cây đều dùng bằng thời gian tích lũy. Vâng, như bạn Sóng Anh cũng đã đề xuất khả năng rất cao là 1,5, 1,5 và thế trận đang rất chủ động cho Đồng Minh Ngọc. Vâng, bạn bông một ngoài chat mã 9 tấn 7, chúng ta chưa thấy vị trí mã 9 tấn 7 đâu. Vâng, tạm thời chúng ta thấy là Nguyễn Đại Thành đã phải tấn pháo lên. Vâng, như vậy là pháo 6 tấn 2 tấn 3. Và đã có thể là trong trường hợp này nếu bạn đi đóng vào đầu. Vâng, có thể dọa đóng vào 5 chiêu tướng. Và tiếp tục là nước nhảy chiều đến từ Đồng Minh Ngọc.
Vâng, chúng ta thấy là Đồng Minh Ngọc không chạy mã ở vị trí là tại sao không chạy mã, là vì đối thủ ăn sĩ lên thì sẽ là nước xe 6 ăn xuống chiếu tướng dọ bắt chết xe. Và Đồng Minh Ngọc còn được đánh rất hay và tiếp tục lực tấn mã đang dọ bắt pháo. Và nước tấn mã này mở đường cho pháo 2 bình 4. Vâng, rất hay. Vâng, tình thế đang rất khó khăn dành cho Nguyễn Đại Thành. Vâng, bạn tìm đã ngồi chat rất hay, vâng, ý tưởng là phế mã cướp xe rất hiểm hóc. Vâng, như bạn Phạm Long nói đúng là đỏ chưa kịp chơi xe, và đến thời điểm này thì nhắc nhiều đến con xe Nguyễn Đại Thành đã rất sốt ruột, mà đây là thực tế phải tìm cách huy động xe, con xe đã phải tấn hai nước, một nước này cũng đang mục tiêu là để tiêu diệt con mã và nhanh chóng con mã đã thoái về năm chạy cây ngay. Một nước chạy vào năm thì ở vị trí tượng cũng đang ở trong mồm pháo, và nước chọn dành rất nhiều dành cho bên đen, và trước mắt chúng ta hãy xem hướng xử lý của Đại Thành cần phải xử lý tối ưu hình con này. Và bạn Phạm Văn Tiến cũng chat rất vui và Ngọc cáu rồi. Và bạn Ngọc đánh là cũng rất sát khí đấy. Mà cả hai cầu thủ đều rất quyết tâm ở trong các trận đấu như thế này. Và các trận đấu đấu loại trực tiếp thì đều rất quyết tâm cao đến từ tất cả các cầu thủ. Và cả hai trong trận đấu ngày hôm nay cũng đang thể hiện quyết tâm rất cao của mình. Và bạn Bích Thị Điền Hồ cũng đã chat có khả năng là tỷ số sẽ là hòa cho cả hai cầu thủ sau 3 ván đấu. Vâng, thế trận đang rất có lợi dành cho bên đen. Bạn Phạm Đồng đang chiều rất hay. Vâng, các cầu thủ đánh thì bằng thực tế các bạn. Và có cơ hội mà không tận dụng được, Đồng Minh Ngọc vẫn có thể là không giành chiến thắng ở ván đấu này. Vâng, mọi diễn biến đều rất khó lường. Còn Đại Thành đang cố gắng tìm cách chống đỡ, và chúng ta thấy lựa chọn tối ưu vẫn chưa, vẫn hơi khó. Vâng, quân pháo thì của bên đỏ thì đang dọa bình vào lằm rất nguy hiểm, vào bình vào 4, pháo 2 đang dọa bình 4 rất hiểm hóc các bạn. Nó cờ này là nó cờ đầu đầu cho Nguyễn Đại Thành. Vâng, chạy pháo nước tấn mã chiếu rồi sau đó là nước vật chiếu, rồi nguy hiểm lắm, và đang dọa bắt con xe của Đại Thành. Xe Đại Thành tấn lên giữ mã nhưng nó lại lợi hại là sau này đối thủ có thể là đe dọa bằng nước vật pháo đầu chiếu tướng mất xe. Vâng, rất khó khăn cho Nguyễn Đại Thành ở hình cờ này. Ý tưởng của anh em đã phân tích là bạn Đức Phạm đã phân tích là pháo 6 thoái 1. Vâng, đó nếu như đối thủ đóng pháo vào dọa chiếu tướng thì sẽ có nước bình pháo vào 5. Vừa ép đấu cây mà vừa có thể là nếu như đối thủ tiếp tục tấn mã chiếu thì mình sẽ vào tướng tròn cờ. Và nước cờ này khả năng là lực lượng tối ưu, chúng ta hãy xem hướng xử lý của Đại Thành. Vâng, đỏ thì đang đe dọa là pháo 2 bình 4. À, đen đang đe dọa pháo 2 bình 4. Vâng, Đại Thành đã không thoái một mà quyết định là tấn một các bạn. Vâng, tấn một đối thủ mà đóng pháo chiếu thì bạn ấy sẽ đóng pháo chiếu giả. Còn cờ cũng khá hay của Nguyễn Đại Thành. Vâng, như lập trình từ trước, Đồng Minh Ngọc đã cầm pháo vào vỗ chiếu tướng ngay.
Vâng, nếu như đóng chiếu là khả năng bên đỏ sẽ có nước, chúng ta sẽ xem là đen sẽ có nước. Vâng, rất bình tĩnh Chelsea, và nước này cũng đang tiếp tục dọa tấn mã chiếu tướng bắt mã. Tấn mã chiếu tướng thì vẫn phải là lựa chọn về vào tướng. Vâng, thời gian không còn nhiều cho Nguyễn Đình Thành, chỉ còn khoảng 3 phút, trong đó Đồng Ngọc 17 phút cho Đồng Ngọc, vì thế lợi thế dễ đi cây, Đồng Ngọc còn rất nhiều thời gian. Và Nguyễn Đình Thành luôn luôn phải tìm nước đỡ. Vâng, bạn Bùi Thế Đại cũng đang rất khen Đồng Minh Ngọc ở đấu này, nhưng chúng ta thấy là hình cờ này Đồng Minh Ngọc đã tạo ra một thế trận rất là đẹp. Vâng, lựa chọn của Nguyễn Đại Thành là phải vào tướng trước, và khó các gì chúng ta thấy là các hướng di chuyển các cây khác đều đang rất khó. Và trong trường hợp này thì Đồng Minh Ngọc sẽ không thể đi được mã 2/4, và bạn ấy quyết định đi mã 2/3. Và vị trí thì trung tâm đang trực tiếp con mã đang soi tượng và đang soi xe. Trường hợp này nếu ăn vào tượng thì đỏ sẽ có nước vật pháo lòng về, nhưng trường hợp này thì đen sẽ tiếp tục đưa pháo lòng vật lên chiếu tướng. Và trước mắt thì đỏ phải di chuyển xe chín. Rồi, hai con mã của bên đen đang giao chân ở tại bên vị trí của bên đỏ. Vâng, rất nhiều anh em đã nhắc đến khó khăn của Nguyễn Đại Thành ở trận đấu này, rất khó đỡ đấy các bạn. Vâng, bạn Kỳ Nghệ Phong Vân đang cổ vũ cho Đồng Minh Ngọc. Vâng, mà con mã cũng đang dọa trực tiếp mà 5/7 cho ăn pháo 3 của bên đỏ. Và nước cờ này thì lựa chọn chắc là buộc phải ăn về, còn nếu không thì tiền xe hậu pháo không có được đỡ. Rất nhiều đoạn này hiểm hóc ở hình cờ này, chúng ta thấy là còn cả những cái sự phối hợp của xe 6 của bên đen. Mà nếu như vật pháo về thì một nước tấn mã 5, mã 5 tấn 4 cùng ngày các bạn, nướng chiếu. Và một nước đánh rất quyết đoán của Đồng Ngọc để đối phó được cờ này, chúng ta thấy là đen đỏ đã phải khép pháo vào, còn nếu như ăn về thì sẽ bị nướng chiếu cùng ngay. Và con pháo nó không thể giữ được mã nữa. Mã 5/4 thì cùng ngày. Vâng, Nguyễn Đại Thành vẫn đang chống nước dọa cục của đối thủ. Hiện tại thì chỉ bị kém cây, chưa thì hết cờ ngay, nhưng thế trận này thì sẽ không chống đỡ được.
Ở chỗ này thì thế cũng thắng rồi các bạn. Thế thắng thì đánh như này là chắc thắng rồi các bạn. Vâng, sau lúc cờ này thì Nguyễn Đại Thành đã phải buông cờ, còn tỷ số là 1,5, 1,5. Vâng, thưa cái khi ở thế đại ưu thì các kỳ thủ sẽ không, nếu không nhìn ra cái nước sát cục quá sát thì sẽ đánh nước an toàn hơn, mà trong nó vẫn đảm bảo chắc thắng là các kỳ thủ sẽ lựa chọn phương án đấy các bạn. Vâng, sau 3 ván đấu thì cả hai cái thủ đang hòa nhau với tỷ số 1,5 1,5, và trận đấu đang rất hấp dẫn và chưa thể khẳng định được kỳ thủ nào sẽ là vào cho anh trong trận chung kết, và cơ hội cho cả hai và tinh thần này đang rất tốt cho Đồng Minh Ngọc sau ván đấu hậu thủ vừa rồi. Vào trong trận thì rất dễ sai sót. Và các kỳ thủ phải nhiều khi sẽ rất hết sức thận trọng ở những nước đánh quyết định. Và cả hai kỳ thủ đều giành chiến thắng ở các ván hậu thủ, còn ván đấu đầu tiên thì hai kỳ thủ hòa và sau đó là hai ván hậu thủ thắng đến từ cả hai. Ở ván đấu quyết định này, kỳ thủ nào mà mắc sai lầm sẽ không có cơ hội để nằm lại. Và chúng ta hãy chờ xem. Vâng, cả 4 ván thì Đồng Minh Ngọc đều sử dụng pháo đầu. Vâng, vừa rồi thì rất nhanh chóng là hai cầu thủ đã đấu bớt một xe chiến. Rồi, sau lượt tấn xe 2 lên hàng, chúng ta hãy xem Đồng Minh Ngọc sẽ tiếp tục xử lý được ra sao. Vâng, quyết định đi mã 7 tấn 6 và đang có thể là soi trực tiếp soi về top 5 hoặc có thể là soi top 3 của bên đen. Và hiện tại thì để cơ động xe chúng ta thấy đèn vẫn chưa lên xí đèn tượng, và con pháo 8 cũng có thể là chờ sau này có thể là phản pháo. Nói chung nồi hiện tại đang khá mỏng dành cho bên đen. Đường đen có thể bình xe vào cản mã, trong trường hợp này thì đỏ sẽ có nước tấn pháo lên trước mã và sau đó dọa bình pháo kích xe. Còn bạn Phạm Long lại chat hay lại đội ra truyền. Vâng, bạn Đồng Minh Ngọc luôn luôn có thể là bất ngờ sử dụng pháo đầu của đội ngay. Vâng, quyết định đóng pháo đối công.
Có vẻ như Đồng Minh Ngọc đang sẵn sàng đánh mã vào lòng. Vâng, nước đánh như này thì chúng ta thấy là đỏ sẽ thận trọng hơn vì không cho bên đen có thể phản đòn, vì vị trí xe của bên đỏ đang đen đang đứng ở trên hàng rất cao, sẽ có lợi để cho phản công. Vâng, mã 6 tấn 7 là khá hợp lý. Và cho sau nước cơ này thì đen cũng đã phát triển pháo 9 nên là pháo 1 lên, và pháo 1 đã tấn ăn tốt biên của đối phương. Vâng, bạn Bùi Thế Đại cũng đang tra rất hay. Còn chỉ ở Hà Đông chỉ có mình em mới chế ngự được pháo đầu của anh Ngọc. Vâng, anh em rất thuộc nhiều đòn đánh của Đồng Minh Ngọc thì có thể khắc chế được. Vâng, một nước bình pháo vào đang dọa ăn cây. Vâng, pháo 9 bình 7 đang đe dọa mã 5, mã 7 tấn 5. Vâng, đối phó lại chúng ta thấy là khả năng đen cũng phải bình pháo vào theo. Vâng, pháo 9 và pháo 1 bình 3. Vừa rồi thì bạn Lê Thịnh đang chia sẻ là đỏ lên tách pháo đầu bình 7 rồi treo tượng 3 lên. Những lựa chọn của Đồng Minh Ngọc là pháo 9 bình 7 vẫn đang duy trì, cương quyết duy trì thế trận pháo đầu. Vâng, sau nước cờ này thì chính đen mới là nước phải né pháo ra để tránh đối thủ dọa ăn hơn cây. Một nước chuyển pháo ra là hợp lý. Nhưng trong trường hợp này chúng ta thấy là trung nộ sẽ lại mỏng ra và rất có thể là mình nằm tấn 1 dành cho bên đỏ. Và chúng ta hãy xem Đồng Ngọc sẽ xử lý ra sao. Vâng, chào Dương Quốc Duy. Vâng, kỳ thủ Dương Quốc Duy là kỳ thủ trẻ thi đấu rất tiến bộ. Vâng, đang chát đỏ ưu thế quá chú ơi. Vâng, đèn này có nước bình pháo ra, chúng ta thấy là trụ nổ lại rất nguy hiểm. Vâng, Đồng Ngọc đang cân nhắc thoái mã về và đang dọa bắt mã. Vâng, đối phó lại thì Nguyễn Đại Thành đã treo tượng lên. Và sau đòn này thì chúng ta thấy là đỏ lại có thể là đánh pháo mã vào lăm để phát triển thế trận pháo đầu. Vâng, như y rằng Đồng Ngọc đã quyết định ăn mã vào lăm rồi. Một con pháo đầu này còn sau này con pháo còn kiêm dọa vật sang tốt, nếu đánh về lâu dài cũng là khá nguy hiểm. Và tất nhiên là đen cũng có lướt pháo 1 bình sang nổ 7 để dọa bắt lại tốt của đối phương và kiêm điểm mã. Và chúng ta hãy xem trước mắt, hãy xem lựa chọn của Nguyễn Đại Thanh sẽ tấn
sĩ vị nào? Vâng, sĩ 4 tấn 5 hay sĩ là 6 tấn 5? Vâng, sau này sẽ là nước phát triển xe 2 của bên đỏ, rất hiểm hóc. Vâng, tốt biên chỉ là một lựa chọn thôi các bạn. Chúng ta hãy xem hướng đi của Nguyễn Đại Thành. Vâng, rất có thể là bên đỏ sẽ đi nguội một nước là bình 3 tấn 1 sau nước cờ này. Vâng, Đại Thành đã chủ động sĩ 6, sĩ 4 tấn 5 mà không lựa chọn là sĩ 6. Vâng, để cho sau này có thể chủ động cơ động pháo 6. Và một nước hoành xe là rất hợp lý, và chúng ta lại nhắc đây chúng ta phải xem tình hình như nào sẽ đi xe. Mục tiêu con xe này sẽ chạy sang cánh trái để uy hiếp. Còn Đại Thành phải thật khéo léo ở vấn đấu này thì mới có thể đỡ được thế trận pháo đầu của Đồng Minh Ngọc, và đang tỏ ra rất nguy hiểm. Được, vị trí mã biên vẫn chưa phát huy được. Vâng, vừa nhắc đến mã biên thì là Đại Thành đã chủ động đi mã biên. Vâng, hoành xe sang thì vâng, trực tiếp điều xe sang đường 4 để bắt pháo thăm dò. Vâng, đối nước này cũng là nước khai thác rất khéo léo đấy. Xuất thương gia thì sẽ là nước tranh tiên vỗ vỗ chiếu tướng ngay. Và đối pháo lại thì Đại Thành đã phải cao pháo lên, dùng hai pháo để ngăn sự phát triển của xe. Vâng, đến thời điểm này thì Đồng Minh Ngọc mới đi bình 3 tấn 1. Vâng, đối phó lại thì Đại Thành đã binh phá vào dọa bắt tượng và kiếm cản mã. Còn thời gian vẫn còn rất nhiều cho cả hai kẻ thủ, nhưng đều là những nước đi cây khá tích cực đến từ hai bên. Vâng, Đại Thành tuy chống đỡ nhưng mà đi cây cũng khá nhanh. Còn xe của bên đỏ thì chưa xuất được sang cánh trái thì cũng chưa thể uy hiếp được ngay nguy hiểm cho bên đen. Và Đại Thành cần phải có những nước đỡ khéo léo. Và có những em đề xuất cắm pháo. Vâng, cắm pháo thì rất có thể là đỏ sẽ có nước dọa xuất tướng ra, dọa cục bên kia làng tướng ra sẽ nước tấn xe lên hà và sau đó dọa vỗ chiếu. Vâng, pháo 1 tấn 3 người ta sẽ xuất tướng dọa cục các bạn, tranh tiền. Lựa chọn của Nguyễn Đại Thành liệu có đi mã 9 tấn 8 hay không? Mã 9 tấn 8 thì chúng ta xem hướng phát triển tiếp tục của đối thủ ra sao. Vâng, nên mắt 9 tháng 8 thì có thể cũng có cái hay riêng các bạn.
Vâng, lựa chọn của Đại Thành là trực tiếp tấn xe bắt pháo. Và trong trường hợp này thì hai lựa chọn dành cho bên đỏ. Vâng, bình và pháo 6, pháo 7 bình 6 hoặc pháo 7 bình 5. Cũng có thể là đồng ngọc rời pháo đầu ra giữ pháo, nhưng trong trường hợp này thì không tạo ra thế đánh. Pháo 7 bình 6 thì Nguyễn Đại Thành xem nào, chúng ta xem Đại Thành có đi xe 2 bình 3 dọa khai thác lại tượng hay không. Một xe 2 bình 3 dọa khai thác lại tượng, đối thủ xuất tướng ra. Ra tướng, người ta tấn xe lên, đầu dọa vô chiếu thì mình đã chủ động ăn tượng. Nào, chúng ta hãy xem hướng xử lý của Đại Thành. Vâng, quyết định bình vào khai thác tượng để bắt bế. Xuất ra trợ công thì người ta có lướt bình pháo vô chiếu. Và tạm thời thì đồng ngọc đã cao xe lên, không xuất tướng ra mà chủ động cao xe. Sau này là các lướt dờn các bạn. Ăn tượng thì sẽ có lướt chạy xe sang dọa cục. Chứ vừa rồi xuất tướng ra là không hay. Xuất ra người ta rất nhiều đòn hóa giải. Người ta vỗ pháo vào chiếu tranh tiên, sau đó người ta ăn tượng thì thành ra là nước sai. Vừa rồi thì mình phân tích nước sai tướng là sai. Vâng, ăn tượng là sẽ bị hút đòn ngay các bạn. Ăn tượng là khả năng còn không đỡ được. Ăn tượng là người ta bình xe thì có lúc thu pháo, khép pháo vào lộ 4 nhưng mà bị động hoàn toàn. Chúng ta thấy là an toàn nhất là bên đèn là ăn xe về tốt. Ăn tượng thì phức tạp hơn rất nhiều các bạn. Ăn tượng thì người ta chạy xe sang dọa cục. Và sau khi con xe đã ăn được về tốt thì có hai nước đối phó dành cho, cũng khoảng tầm 3 nước đối phó dành cho bên đen. Rồi, xuất tướng ra thì nếu như đối thủ tấn chiếu thì sẽ có nước về tượng, còn tất nhiên là sẽ không lên tướng rồi, về tượng để che. Vâng, giật xe về thì khá bị động mà thế trận, còn nếu không thì lại có lại phải bình pháo sang pháo 1 bình 4. Vâng, chiếu tướng thì sẽ thu pháo về. Vâng, lựa chọn của Nguyễn Đại Thành là xuất tướng ra, và đồng minh Ngọc đã không vội tấn xe chiếu tướng mà đã chủ động lên tượng trước. Và con tượng này thì cũng đang dọa đuổi xe, và đây là một nước thăm dò. Vâng, quyết định là thoái pháo một nước. Với trường hợp này thì không ngăn được nước mã 9 tấn 8 đến từ bên đen. Vâng, đồng minh Ngọc thì sẽ rất muốn là mục tiêu của đồng minh Ngọc là đi bích 5 tấn 1. Vừa rồi giật sâu thì không đi bích 5 tấn 1 để phối hợp với mã. Vâng, ý tưởng là sẽ cố gắng đi mã 3 tấn 5. Vâng, nên được mã 3 tấn 5 thì cực kỳ nguy hiểm dành cho bên đen. Vâng, sau nước cờ này thì chúng ta thấy là đỏ sẽ, nếu như không giật xe đổi đấu thì đỏ sẽ đi bên 5 tấn 1 giữ pháo đầu và lợi tiên. Vâng, Đại Thành phải giật xe đổi đấu. Ôi dồi, khá nguy hiểm, như thế này thì quá nguy hiểm. Vâng, nhanh chóng là bên 5 tấn 1. Vâng, Đại Thành này phải tấn xe 2 nước, nếu không thì đối thủ đi mà 3 tấn 5 thì rất khó chống đỡ.
Còn đến hình cầu này chúng ta thấy là đỏ rất nhiều lựa chọn cho dành cho bên đỏ và khó khăn không nhỏ cho Nguyễn Đại Thành. Và sau này rất nhiều nước vua hồi là con xe có thể dọa thoái về bắt tốt, dọa vỗ chiếu vỗ sĩ. Bắt tốt còn kiêm đuổi pháo và rất nhiều đòn đánh các bạn. Vâng, để ngăn nước mà 3 tấn 5 của đối thủ thì Đại Thành đã chạy pháo sang nô 6. Vâng, hai con pháo để canh không cho đối thủ đi được mà 3 tấn 5. Và sau nước cờ này thì là nước giật xe về. Đấy, chúng ta đã nhắc đến con xe này nó sẽ dở nước khá khó chịu, đang dọa vỗ chiếu vỗ sĩ. Vâng, buộc phải treo tượng lên. Và trường hợp này người ta bình sang bắt pháo thì buộc phải tấn xe dự pháo, nếu không người ta sẽ có nước bắt đôi. Ở chỗ này mất cây các bạn. Mất cây đấy. Nếu đánh cao là mất cây các bạn. Bây giờ giả sử người ta đi mã 3 tấn 5 đang dọa bắt pháo. Pháo bên này vật vào mã. Pháo vật về mã thì bắt cây được cây các bạn. Pháo mà vật về mã thì người ta vẫn ăn xe về pháo 6 của đối thủ. Trong trường hợp đấy người ta đang dọa ăn cây vì con pháo này không di chuyển được sang lộ 4 của mình. Vì vậy là tiếp tục dọa lợi dụng cả pháo đầu nữa bắt chết cây. Vừa rồi là có thể bắt được cây, nhảy mã nó bắt chết cây nhưng mà đồng ngọc không phát hiện ra trong trận là như vậy đấy các bạn. Vâng, mã 3 tấn 5 là bắt chết cây đấy vì là không sang được lộ 6. Không sang được lộ 4 của mình. Vì đang vướng mặt tướng. Và trong trận là sẽ khó nhìn hơn các bạn. Vừa rồi đang nghi nó mất cây là rất chính xác. Vâng, Nguyễn Đại Thành cũng đã điêu được mã 9 tấn 8 và diễn biến vận đấu đang rất hấp dẫn và rất khó lường. Và tất nhiên là nhảy mã lên chúng ta xem là người ta không ăn vào, người ta vẫn có nước quật ở biên. Vâng, tính đi tính lại nếu ăn vào thì mới là nước bắt cây. Nhưng mà quật ra biên thì là nguy hiểm các bạn. Quật ra biên cái mấu chốt người ta là đi mục tiêu là đi mà 5 tấn 7. Và quật ra biên thì đối thủ sẽ có nước lao mã lên thì sẽ tạo ra đường đánh cực kỳ hiểm hóc. Và trở lại vấn đấu thì Đồng Minh Ngọc đã quyết định tấn pháo lên, đang đe dọa bắt mã 8 của bên đen đang tấn lên hà. Và vấn đấu đang diễn biến rất hay. Vấn đề ở chỗ là chúng ta phân tích ở chỗ là lên 5 mà đối thủ mà ăn cây thì mới bị mất cây. Còn nếu không người ta mục tiêu là để phát triển con mã này để tấn công. Trước đó thì đen đã kịp kẹp không cho mã này lên. Vâng, quân pháo đang quật quá cực kỳ nguy hiểm các bạn. Pháo 6 đây là nước lên mã nhưng mà là một nước rất lợi hại các bạn. Quân pháo đang dọa quật sang và không có hướng để chống đỡ đâu, phải quay về các bạn. Chúng ta tiến lên là sẽ nguy hiểm ngay. Vâng, như vậy là nước này là nước không có lợi dành cho bên đen. Vâng, lúc đó sẽ là thiên địa pháo không chống đỡ. Vâng, thế trận vẫn đang hoàn toàn thuộc về bên Đồng Minh Ngọc. Và sau nước cờ này thì bên đen đã có nước bình pháo, bình xe đòi đấu.
và cố gắng giảm bớt áp lực. Vâng, Thành đã lên một nước mã khá vội vàng, thời gian hơi kém hơn so với đối thủ nhưng bàn cũng hơi nóng vội. Tất nhiên là trong tình thế thì bị o ép là để tìm cách tung cây lên cũng là hợp lý thôi. Vâng, rất nguy hiểm. Còn trường hợp đấu cây này thì đồng minh Ngọc vẫn chiếm ưu thế nhưng mà tạm thời thì bạn vẫn đang tạo ra các nước rời. Vì đỏ đang hơn 2 binh, trong đó binh 5 và binh 1 đang rất có lợi thế về sau. Vừa rồi giả sử có đấu cây thì tiếp tục đi pháo tấn một nước để tỉ mã thì vẫn thế ưu vẫn lớn dành cho bên đỏ. Nếu đánh chắc chắn thì cũng có thể như vậy. Nhưng nửa tròn thì không đấu thì Nguyễn Đại Thành đã xuất tướng ra, tạm thời cũng thoát nguy hiểm. Mặc sau nước cờ này thì đỏ mới quyết định đi bình 1 tấn 1. Vâng, giữ xe thì khỏe hơn. Và quan trọng nhất là hai con pháo của Nguyễn Đại Thành vẫn chưa phát huy. Và vị trí mã chiến thì chưa tấn lên được. Bây giờ mà tấn lên sẽ bị rất dễ bị vỡ tượng. Và tạm thời thì Nguyễn Đại Thành đã cũng tranh thủ khai thác con tốt biên này vừa tấn lên. Vừa đồng Minh Ngọc rồi có thể lên đi nguội một nước pháo thì khả năng cao hơn. Bạn công nổ cũng đã rất nhanh chóng tra được trên kênh. Và chào Nguyễn Thành Công và chào tất cả anh em. Vâng, bạn Mai Quyết Lân đang theo dõi hai kỳ thủ này để nếu như ngày mai mình vào chung kết thì sẽ xem ai đánh ra sao. Mình chưa để ý phân tích nước của bạn Dương Quốc Duy. Vâng, ý các bạn là muốn chạy pháo sang sau đó dọa tấn pháo chiếu. Vâng, sau nước thoái pháo đang dọa bắt tốt thì đồng minh Ngọc đã phải cân nhắc nước cờ này khá kỹ. Và nước đi thúc tốt của đồng minh Ngọc cũng là nước chưa lường được cái nước bên đèn nào thoái pháo một nước, vì vậy bạn đã hứng cờ lại. Vâng, quyết định là phế binh 3. Đấy, như trước đấy thì đồng minh Ngọc lên đi nước pháo này trước và sau đó mới thăm dò là có lên tấn tốt biên hay không. Một nước sót đến từ đồng minh Ngọc. Và tạm thời thì đen cũng đã tiêu diệt được một tốt của đối thủ và sau này cũng có thể gây áp lực lại. Và vị trí bình 7 cũng sẽ có thể phát triển có lợi về sau dành cho bên đen. Xin chào Nguyễn Thành Công, một phân tích rất hay của Nguyễn Thành Công và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Vừa rồi thì đỏ đã nhường một tiên đòi đấu xe của bên đen, vì vậy là nghĩa là vị 6 đấy. Thì Nguyễn Đại Thành đã nhẹ đi khá nhiều. Và trước đó thì thế o ép rất là hiểm hóc của bên đỏ. Và nhường tiên đấu nước cờ này thì chúng ta thấy là đen cũng có thể dễ đi cây hơn rồi. Và sau đó thì tiếp tục là nước tấn tốt biên khá vội dẫn đến đồng minh Ngọc.
bạn Nguyễn Văn Bò đã nhắc nhở Nguyễn Thành Công. Vâng, đen thì đang đe dọa tiếp tục bình 9 tấn 1 đại thành vừa rồi thì sau một hồi cân nhắc đã quyết định bình 7 tràn qua. Vâng, nhanh chóng đỏ bình 1 tấn 1. Và một nước nữa thôi thì sẽ đang đe dọa đi pháo 1 bình 2. Vâng, đe dọa pháo 1 bình 2, sau đó là tấn tốt đổi mã. Vâng, vị trí con tốt tấn qua sông cũng đang trong mồm tướng 5 của bên đỏ. Vâng, sau nước cờ này thì đại thành cũng đã chủ động điều pháo ra và đang tìm cách là bình 5 tấn bình 7 tấn 1. Và trong trường hợp này nếu như đối thủ mà ăn tướng lên thì cũng sẽ bình xe sang đẹp, có khả năng nếu có thể dám bình xe sang đẹp mã hay không. Và thời gian của Đồng Minh Ngọc vẫn đang còn rất nhiều, 10 phút cho Đồng Minh Ngọc, trong khi đó thì Nguyễn Đại Thành còn khoảng 4 phút. Vâng, Đại Thành sẽ phải những nước đi cờ rất tích cực. Vâng, Đặng Thiên Đạt cũng đang đứng đằng sau để cổ vũ cho trận đấu này. Vâng, Nguyễn Đại Thành sau hai cái thủ sau hai ván sau ván đấu đầu tiên hòa nhau, ván đấu thứ hai thì Nguyễn Đại Thành đã vươn lên dẫn điểm, nhưng ván đấu thứ ba thì Đồng Ngọc đã giành chiến thắng và cân bằng tỷ số. Vâng, đây là diễn biến của ván đấu thứ tư. Vâng, kỳ thủ nào mà giành chiến thắng ở ván đấu này thì sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Vâng, trường hợp tiếp tục hòa nhau thì cả hai sẽ phải phân định ván đấu cờ trước. Bỏ tướng thì một nước chưa xử thua ở cái cờ như này, cờ chính này thì kể cả cận giờ của rồi cờ gần như cận giờ chúng ta vẫn chưa xử thua. Cờ trước thì bỏ tướng xử thua luôn. Vâng, tượng ăn nền thì sẽ được chạy xe dọa bắt tượng mặt mã. Vâng, nước diễn pháo thì đèn đang đe dọa bình 7 tấn 1 để uy hiếp mã 3. Vâng, bạn Anh Thắng còn đề xuất là chén thôi để con xe con nguy hiểm lắm. Vâng, nếu như trong trường hợp này chúng ta xem là ăn tượng lên, đối thủ bình xe ra mặt mã thì tượng 3 tấn 5. À, mã 3 tấn 5. Hoặc có thể chủ động vỗ chiếu tướng trước sau đó đi mã 3 tấn 5. Vâng, chúng ta thấy là để đối phó lại nước cờ này thì đỏ quyết định chạy xe sang bắt pháo. Vâng, nếu người ta tấn tốt thì phải về mã. Vâng, cố gắng ép đấu cây pháo này.
Vâng, ăn mã lên pháo thì đen sẽ ăn tốt sang chứ không, đấy là nước bắt buộc rồi. Vâng, sau một số nước đầu chúng ta thấy là bên đen vẫn còn duy trì được xe pháo mã tốt, và đỏ thì xe pháo hai tốt và cũng không hơn nhiều so với đối thủ, và tạm thời mã 9 của bên đen đang hơi xấu. Rồi nếu như mạnh dạn đồng minh Ngọc có thể là ăn lên và sau đó lao mã lên 5 đánh nhau to, mà khả năng vẫn chiếm ưu thế. Nào, chúng ta hãy tiếp tục chờ xem nước xử thế xử lý của đồng minh Ngọc. Và nếu đánh đơn giản thì vẫn ăn tốt, và có thể như phân tích của anh em có thể là không cần phải chạy mã mà cũng bắt lại pháo của đối phương, thì như vậy là diệt được tốt. Vâng, ưu thế vẫn đang thuộc về đồng minh Ngọc. Vâng, quyết định là tấn xe bắt mã. Vâng, đối phó lại nước cờ này thì đại thành sẽ phải thoái tượng về. Vâng, rất có thể là sau này là nước chuyển pháo ra biên. Chuyển pháo ra biên dọa binh 9 tấn 1, binh 1 tấn 1 uy hiếp mã. Nếu người ta giật về bắt trường hợp này, nếu như giật về bắt pháo là cũng sẽ bất lợi cho người đại thành, thì đỏ sẽ có nước đâm pháo chiếu tướng và sau đó ăn về tốt và kiêm dọa vỗ chiếu phá vỗ sĩ của đối phương. Là chúng ta hãy xem đồng Ngọc có đi đứng pháo chạy ra biên tranh tiền hay không. Vâng, đồng minh Ngọc đã lấy pháo che xe các bạn. Vâng, đối phó lại thì chúng ta thấy là bên đen rất xe đòi đấu xe ngay. Nhưng vừa rồi thì mình vẫn thích nước chạy pháo chạy rộng ra hơn của đồng minh Ngọc thì nó sẽ khá phức tạp. Và còn nếu không chạy pháo thì đúng như pháo 2 tấn 1 thì chói ngựa cũng hay các bạn nhỉ. Và khả năng Nguyễn Đại Thành vẫn kịp, chúng ta xem nếu có kịp lên ngựa hay không. Vâng, rất ưu thế mà chúng ta thấy là đồng minh Ngọc đã không phát huy được cái ưu thế này và cơ hội cho Nguyễn Đại Thành. Ơ, vừa rồi Nguyễn Đại Thành chúng ta thấy là đi mã 7 tấn 6 mà có bị như vẫn phát triển được cây ấy nhỉ? Mà Đại Thành đi như này thì không phát triển được mã rồi.
Còn kiểu chế như thế này thì rất khó lên mã dành cho Nguyễn Đại Thành. Vâng anh em là chắc rất vui và dễ rất là nghĩ rằng ván đấu này có thể hòa để hai cầu thủ đánh cờ trước và bạn anh thắng vào đây đây cũng đang diễn biến của trước và hai bên đều đang thời gian của hai cầu thủ này cũng đang là cờ trước. Và chúng ta thấy là Nguyễn Đại Thành đã bị mất mã rồi, rất khó khăn. Ô, vừa rồi chúng ta thấy là nước mã có thể lên vọt lên độ 6 kịp các bạn mà người ta chưa bắt được cây của mình đâu. Và phân tích lại là thấy hình như là lúc ấy là lên cây được. Mà Đại Thành lại sao lại không lên cây mà di chuyển pháo. Vâng, rất khéo léo mà Nguyễn Đại Thành đã để dẫn đến tình thế rất khó khăn. Vẫn đè được. Lúc ấy thì mình có tính là người ta vẫn có nước bình chiếu và hình như là đè, hình như vẫn còn cả ra nẻ nước, hình như vẫn có thể đi được. Vâng, một pháo đôi sĩ và vỡ một tương để đỡ với hai pháo một tốt. Chúng ta hãy xem. Vâng, Đại Thành đã để mất con mã rất đáng tiếc. Vâng, bạn Nân đã vào bán kết rồi, tối mai các bạn xem vào đúng 19:15 trận đấu tối mai thì thủ Mai Quy Lân sẽ gặp thủ Trần Mạnh Ninh các bạn nhé, mời các bạn chú ý đón xem. Vâng, con mã đấy chúng ta thấy cũng công nhận là cũng hơi khó đi, nếu như tính kỹ lại thì cũng hơi khó đi các bạn. Vâng, mặt T và T nói là Ngọc đi mà nước võ say kinh quá. Vâng, đồng với Ngọc là có những ván đấu rất hay và cũng rất thuận lợi ở trong các trận đấu gần đây. Vâng, lúc khó khăn thì đối thủ cũng này sẽ có những sai sót. Mà thường thì thế trận của đồng với Ngọc hay tạo ra rất ưu thế và chúng ta phải rất khen ngợi cầu thủ đồng với Ngọc. Ở ván đấu này thì đồng với Ngọc đã chiếm ưu suốt từ đầu đến cuối và trên tình thế là Nguyễn Đại Thành luôn luôn có thể nguy cơ bị thua bất kỳ lúc nào. Và cơ hội cho Nguyễn Đại Thành vẫn có thể đánh hòa vào đấu này. Và nếu như đồng Ngọc không khai thác được một cách chính xác, vì chúng ta thấy đen vẫn còn một con tốt để vẫn đang có thể vị trí sau này có thể là che cây. Và cơ hội rất lớn để cho đồng Ngọc có thể vào chung kết. Và trước đó thì hai cầu thủ đã đếm nước và tôi quên chưa hỏi là đếm tính từ đếm từ nước bao nhiêu. Vâng, anh Trường thì là chat rất hay, tưởng không cân mà cân không tưởng. Vâng, rất nhiều bạn đang đề xuất là kéo pháo về bắt chết tôi đi. Vâng, cả hai đã cân bằng thời gian. Vâng, như một số anh em thúc giục thì đỏ, cả
cảm giác như Đồng Minh Ngọc có cảm nhận được và quyết định là giật pháo về bắt chết tốt. Vương Đại Thành có lúc chuyển pháo, Vương Đại Thành chưa thể bắt bí lại con tốt của bên đỏ. Và sau lúc còn lại thì hai cầu thủ sẽ tiếp tục đếm nước và tính từ nước 70. Và mà Sơn nói ta này bỏ tốt có khi vẫn thắng. Và Nguyễn Đại Thành vẫn đang cố gắng chống đỡ. Vâng, anh em hãy like cho trận đấu và ủng hộ cho kênh và cảm ơn bạn Điện Tân Trang và tất cả các bạn. Và chúng ta hãy chờ xem các lực đánh của Đồng Minh Ngọc làm cách nào để giành chiến thắng ở ván đấu này, và cơ hội cũng rất lớn cho anh. Và Nguyễn Đại Thành cũng đang rất cố gắng để làm sao gây bí cho đối thủ. Một tạm thời đỏ vẫn chưa có nước ra đòn để có những lực đánh quyết định. Và một con tốt của Đồng Ngọc sau cũng lựa chọn ăn vào một con sĩ. Vâng, như anh Trương Văn Thi đang nói là hòa mất. Bạn Sơn đừng nói giờ lừa đấu pháo hoa. Vâng, Đồng Minh Ngọc phải bắt thêm được cây nữa của bên đèn là sẽ rất là khó khăn cho Nguyễn Đại Thành. Và Nguyễn Đại Thành chúng ta phải rất khen ngợi là rất kiên trì chống đỡ. Vâng, bạn Cường đang đề xuất là pháo đổi pháo là hoa.
Vâng, có một bạn Tuấn Tăng Văn nghe chắc cờ rất cao và là chê hai cái thủ này. Vâng, sau đó về sĩ chúng ta thấy là đỏ là sẽ tìm cách đóng pháo vào lăng. Lựa chọn pháo 7 hay pháo 3 đóng vào lăng. Vâng, những ván cờ tàn như thế này thì anh em phải thực chiến rất nhiều thì mới thông thạo. Còn nếu như ít thực chiến thì sẽ rất dễ khó đánh. Vâng, như bạn con bò đã chát vào thua rồi, chúng ta thấy sau nó đóng vào lăm thì Nguyễn Đại Thành đã phải thoái tượng về. Vâng, nước cờ này sẽ bị mất tượng các bạn. Một nước đánh bình phá vào rất hay của Đồng Minh Ngọc, và như vậy là danh tiếng Đồng Phó Vương Đồng Minh Ngọc cũng không phải là chuyện bình thường. Vâng, rất hay. Xin chúc mừng Đồng Minh Ngọc đã giành chiến thắng để vượt qua Nguyễn Đại Thành trong một trận đấu khá khó khăn. Vâng, nói thế đã yêu ở vòng đấu này, Đồng Minh Ngọc đã phát huy được về sau. Còn nếu đi đánh chuột xác thì Đồng Minh Ngọc đã có thể giành chiến thắng khá sớm. Nguyễn Đại Thành đã gây khó khăn rất lớn cho đối thủ, nhưng mà về cuối thì Nguyễn Đại Thành đã có những sai sót. Và rất đáng tiếc cho Nguyễn Đại Thành trong trận đấu này. Và xin chúc mừng Đồng Minh Ngọc đã vào chung kết. Và ngày mai chúng ta hãy chờ đợi hai cặp đấu giữa kỳ thủ Mai Quy Lân và Trần Mạnh Ninh cũng diễn ra vào 19:15. Buổi tường thuật trực tiếp của chúng tôi cũng xin phép được dừng tại đây và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Và các kỳ thủ dừng lại ở bán kết đều nhận phần thưởng và có treo cờ.